hai cô nương kia lập tức đi thông báo cho mama. Bà ta thấy đây là một số tiền lớn, liền qua thiên tự số một tìm hai vị công tử kia thương lượng. Quý khách, vinh vương phủ thế tử đã ra một nghìn lượng bạc, nhất quyết muốn lãng nguyệt cô nương chơi cùng bọn họ. Ngài xem chuyện này. Vương tử và Bắc Cương hoàng đế rất cảnh giác. Lần này là bí mật đến đây không muốn gây sự chú ý nên viêm quốc vương tử, cũng giả bộ miễn cưỡng đồng ý. Còn Bắc vương hoàng đế cũng vậy, dù sao thì chuyện cũng đã bàn xong rồi, vì một hoa khôi mà gây ồn ào với vinh vương phủ lợi bất cập hại. Để cho bọn họ đi. Vâng vâng, đa tạ quý khách. Lúc này tại Thiên tự số 2, Thế tử đang rất thắc mắc chuyện mà Sở Thanh Hoàng làm. Chủ tử cải trang Vi hành, ở thanh lâu báo danh thân phận của Vinh Vương phủ Thế tử, liệu có thu hút sự chú ý không? Sở Thanh Hoàng thản nhiên tự tin vào quyết định của mình. Báo thân phận như vậy hàng xóm bên cạnh mới kiêng rẻ không gây chuyện. Thái giám cũng rất tò mò. Bệ hạ tại sao lại muốn gọi Hoa Khôi này mà không phải những cô nương khác? Mặc dù suy nghĩ vậy nhưng hắn ta vẫn không dám mở lời hỏi Sở Thanh Hoàng được. Một lúc Mama đưa Lãm Nguyệt tới trước mặt Sở Thanh Hoàng, nô gia bái kiến công tử, công tử vạn tuế. Vị cô nương này quả đúng là hoa khôi của Giảo Nguyệt lâu, nhan sắc không tầm thường. Sở Thanh Hoàng liền vào vai là một vị công tử, vì hâm mộ nhan sắc tài chơi đàn của cô mà chấp nhận chi số tiền lớn chỉ để ở lại một đêm. Cô liền gọi Lãng Nguyệt lại gần một chút. Ngay lúc Lãng Nguyệt đi qua mặt Thế tử anh lập tức cảnh giác, với khoảng cách này nếu người này trong lòng có ý xấu muốn làm loạn thì cô nương này dáng người lại có chút cao. Sở Thanh Hoàng lúc này trông rất lãng tử, cô nâng cầm Lãm Nguyệt lên rồi tỏ ra mình đang nhìn đám đuối trong khi lãm nguyệt lại chẳng có tí cảm xúc gì thái giám thấy vậy lại suy nghĩ lung tung bệ hạ không tuyển tú là vì nhìn chúng hoa khôi này ư người tên lãm nguyệt dung mạo không tồi thanh hoàng cười nói làm lãm nguyệt có chút e thẹn đa tạ công tử sau đó sở thanh hoàng lệnh cho thế tử và thái giám đều ra ngoài cô muốn lãm nguyệt cô nương chơi đàn cho mình nghe thôi dáng người cao giáo giọng nói trung tính chủ tử lại tín nhiệm như vậy đây là thị quân của chủ tử cải trang tới sao mặc dù khó chịu nhưng thế tử cũng đành tuân lệnh nuôi ra thấy bọn họ đã đi hết rồi sở thanh hoàng mới bắt đầu vuốt ve gương mặt này đánh phấn thật không tồi chẳng nhìn ra nam tử một chút nào cả chỉ là dáng người có chút cao sở huyền dịch mới nhìn ra được tới lúc nào vậy hóa ra lãng nguyệt cô nương chính là phù thương cải trang mà thành anh ngại ngùng đáp dự cũng tầm nửa tháng rồi cùng với đoan mộc ngọc và vệ hành tới đây vừa nhắc đến bọn họ phù thương liền tức giận bọn chúng tính diệt trừ chủ tử để tây tề rơi vào cảnh hỗn loạn vì ngai vàng khi vệ hành trở lại với thân phận hoàng tử của tây tề thì bắc cương có thể giúp hắn trở thành tây tề thiên tử đưa tây tề về dưới sự kiểm soát của mình vì thế nên ngươi đã nhận nhiệm vụ chuẩn bị tới ám sát ta sở thanh hoàng nói đùa phù thương làm anh trở nên nghiêm túc thuộc hạ nhận nhiệm vụ này một là có thể đảm bảo hắn sẽ không tìm người khác hai là có thể kiếm được tiền đây là lừa tiền ấy sau đó phù thương nũng nịu đựng má sở thanh hoàng rồi bảo một người nguyện đánh một người nguyện chịu bọn chúng đều muốn ám sát chủ tử thuộc hạ lừa bọn chúng chút tiền này nào đã là gì sở thanh hoàng khen phù thương nói cũng có lý vậy kế hoạch là gì yến tiệc sinh thần của chủ tử sắp tới rồi bọn chúng định sắp xếp lãng nguyệt cô nương vào cung đàn ca nhảy múa cho chủ tử trong lúc đó sẽ tìm cơ hội ám sát nào ngờ sở thanh hoàng lại cười mỹ nhân kế không có tác dụng với ta nhưng nếu người dùng mỹ nhân kế là người nói không chừng lại thật sự có thể làm được đấy thế tử đứng bên ngoài lo nghĩ không thôi có thể vào được thiên tự số một nhất định là người quyền quý bọn họ có thể dễ dàng gọi lãng nguyệt như vậy trừ phi bọn họ biết thân phận của khách phòng số 2, hoặc là thân phận của bọn họ kiến bất đắc nhân, không dám lộ diện. Đang đứng nghĩ ngợi Sở Thanh Hoàng liền ra mở cửa. Sở Huyền Dịch thấy vậy liền tới gần nói nhỏ: "Thần hoài nghi khách ở thiên tự số 1, thân phận đáng nghi. Lãm Nguyệt, công tử đâu? Còn ở trong phòng ư?" Sở Thanh Hoàng tự tin nói: "Ta biết thân phận của bọn họ rồi." Lãm Nguyệt cô nương biểu hiện rất tốt, lát nữa các ngươi đi nói với Tú bà một tiếng. Lãm Nguyệt ta bao rồi, không được phép bất kỳ ai gọi cô ấy nữa. Sở Huyền Dịch và Thái giám nước mắt nhìn nhau, bên cạnh bệ hạ trước giờ không có nam tử, vậy mà lại khẩu vị này ư? Đêm đó Sở Thanh Hoàng cùng Sở Huyền dịch hồi cung, cô chưa ngủ mà ngồi đọc sách ở ngự thư phòng, nhìn những dòng chữ trên tay cô có vẻ nhức đầu. Đáp án bài thi này giống như một đơn kiện. Quan Thương Ngô châu cấu kết lũng đoạn độc quyền ngành chè địa phương, cắt định sinh kế của những nông dân trồng chè. Viết một bài như vậy trong khoa cử để kiện cáo, cho thấy rằng người dân địa phương đang đau khổ vô cùng mà không có tư cách nào cầu cứu. Tây Tề quốc đã tích vụ tệ nạn từ lâu, Vụ án Ngô Châu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thái giám thấy cô có vẻ không khỏe liền quan tâm hỏi han: "Bệ hạ có phải mệt rồi không? Để nô tài xoa bóp cho bệ hạ." "Không cần đâu." Vừa nói xong Sở Thanh Hoàng đã cảm nhận có thứ gì đó không bình thường, nến trong phòng bị một cơn gió thổi làm bập bùng hơn. Cô liền cho thái giám lui xuống trước để mình ở lại xem thế nào. Thái giám ra ngoài nhưng lòng vẫn không yên tâm. Vừa nãy còn thấy bệ hạ có vẻ mệt mỏi rồi lại vực dậy tinh thần rồi. Lẽ nào ta nhìn nhầm sao? không nhầm đâu là phù thương đến nên sở thanh hoàng mới tươi tỉnh hơn đấy vừa vào phòng anh đã chạy đến xoa bóp cho cô chủ tử có mệt không thân nữ nhi cả ngày ở bên ngoài đêm đến lại còn phải xử lý chuyện chính sự sở thanh hoàng có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không nói mệt được nhưng cô rất vui khi phù thương đã đến thăm mình thấy chủ tử phải mệt mỏi vì nhiều chuyện như vậy phù thương vội vàng an ủi sau khi nhiệm vụ lần này thành công thời gian học thuật sẽ có thể giảm đi được một năm rồi ta có thể mau chóng quay về giúp chủ tử gánh vác một chút việc nửa năm này thuộc hạ còn học được cách pha trà chơi nhạc nấu rượu để ngươi đi học thuật ngươi lại nghĩ đến việc phục vụ người khác phụ vương có đánh ngươi không sở thanh hoàng giả vờ hỏi thấy phù thương trần trừ không trả lời sở thanh hoàng nghiêm túc có đánh ư phù thương cũng nhiệt tình giải thích lúc sư phụ phân phó nhiệm vụ lại có thể gặp được chủ tử lại vừa có thể giảm bớt thời hạn thuộc hạ rất vui trong lúc luyện võ thỉnh thoảng có lơ đáng bị thương ở vai và lưng sư phụ không hài lòng về sự thiếu tập trung của thuộc hạ sở thanh hoàng lo lắng hỏi ở đâu Phù Thương không muốn chủ tử phải bận tâm về mình quá nhiều, chỉ nói đó là vết thương ngoài da thôi, đã không sao rồi. Ta hỏi là đánh ở đâu? Ở đây hay ở đây? Sở Thanh Hoàng lần mò từng chỗ trên cơ thể Phù Thương rồi liên tục hỏi anh. Có thể thấy cô đã lo lắng thương nhớ anh đến nhường nào, vậy mà khi biết anh bị đánh lại chẳng thể làm được gì. Phù Thương vô cùng ngại ngùng bảo là không phải chỗ đó. Nhưng Sở Thanh Hoàng làm sao bỏ qua chuyện này được? Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ anh, không được nói dối, hãy cứ cho cô biết anh đã bị đánh ở đâu phù thương lúc này vui hơn bao giờ hết được người mình yêu quan tâm thế này thử hỏi nam tử nào không hạnh phúc cho được cho dù trong quá trình học có phải khổ sở thế nào nhưng vì chủ tử anh vẫn chịu đựng được vết thương đều đã khỏi rồi chủ tử không cần lo lắng lúc trước ở ám các bị đánh đòn là chuyện bình thường sở thanh hoàng không yên tâm chữa khỏi hay chưa ngươi nói là thôi ư đi cùng ta tới tẩm cung ta phải kiểm tra cho ngươi cẩn thận chút sau đó sở thanh hoàng hiên ngang dẫn phù thương đi ra ngoài thái dám thấy vậy liền ngạc nhiên tỏ vẻ muốn đi theo hầu hạ ngươi không cần đi theo nữa cô lạnh lùng lệnh cho thái giám cứ ở đây. Đầu tiên là bao hoa khôi lãng nguyệt, lúc này lại ở chung đơn độc với một nam tử tuấn Mỹ. Bệ hạ rốt cuộc thích nam tử hay nữ tử vậy? Thái giám cứ thắc mắc vấn đề này mãi không thôi. Ở cử hoa điện, phù thương được sở thanh hoàng kiểm tra cẩn thận sau khi cởi áo ra, trên lưng và tay anh đầy những vết thương, cũ có mới có, chi chít trông thật thảm. Có đau không? Phù thương nói rằng mình vẫn ổn, anh lại còn sợ chủ tử đang trêu ghẹo mình. Quả thật vậy, sở thanh hoàng đúng là cơ hội, nhân lúc thăm bệnh lại còn sờ soạng lung tung khỏe khoắn có tính đàn hồi sờ lên cảm giác không tệ người bắt nạt hóa ra thú vị đến vậy thấy phù thương bị sờ lung tung mà vẫn nằm im chịu đựng như vậy sở thanh hoàng mới bắt đầu cúi xuống hỏi ngươi là muốn khiến bản thân buồn đến chết sao phù thương liền nhổm dậy đỡ ngại ngùng hơn anh có chút ấm ức chủ tử kiểm tra xong chưa xong rồi sở thanh hoàng buồn cười liền rút tay lại phù thương lúc này mới nhẹ nhõm hẳn nãy giờ bị nhột mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn cố chấp nhận chỉ để làm chủ tử vui lòng. Sở Thanh Hoàng lấy ra một lọ thuốc, có cần bôi thuốc cho ngươi không? Đêm nay để chấm hầu hạ ngươi. Sợ cô lao tâm khổ tứ anh ngăn cản, chủ tử không cần phải vậy đâu. Đã hơn nửa tháng rồi chút vết thương ngoài da này sớm đã lành rồi. Vừa dứt lời Sở Thanh Hoàng liền tặng cho phù thương một cú đau điếng. Cô chỉ mới chạm nhẹ vào vết thương mà anh đã đau không chịu được. Thấy vậy sắc mặt Sở Thanh Hoàng bỗng trở nên nghiêm túc. Ảnh vệ đã huấn luyện qua phải vô tình vô dục, hắn vậy mà lại, có phải ta đã bắt nạt quá đáng rồi không? phù thương lo sở thanh hoàng sẽ giận mình liền ngồi dậy lấy áo che thân mếu máo thuộc hạ không không phải cố ý đâu hành động của anh khiến sở thanh hoàng bật cười phù thương ngươi đúng là một bảo bối nói xong hôn lên mã anh một cái làm phù thương kinh ngạc không ngờ chủ tử lại chủ động đến vậy ngày hôm sau trên chính điện buổi thượng triều bắt đầu từ sớm có một vị đại nhân đứng ra bẩm báo khởi bẩm bệ hạ thần muốn vạch tội vinh vương và ba vị công tử vinh vương phụ làm ăn bất chính nghe vậy vinh vương rất lo lắng lẽ nào nữ hoàng bệ hạ tính động thủ với vinh vương phủ thật sao sở thanh hoàng đã sớm dự đoán được việc này nghiêm đại nhân muốn vạch tội gì của vinh vương đêm qua sở ra công tử công nhiên trên đoạt hoa khôi ở giảo nguyệt cát tư đức bại hoại làm hổ thẹn hoàng tộc thần vạch tội vinh vương giáo tử vô phương xin bệ hạ ân chuẩn nghe vậy tần quốc cữ liền quát thật vớ vẩn hôm qua huyền dịch ở cạnh bệ hạ đương trị huyền sách và huyền ngọc không hề ra ngoài phù thương lúc này đang ở trên nóc nhà nghe ngóng nghe vị đại nhân kia nói lãm nguyệt cô nương đêm qua bắt đầu không tiếp khách nữa nhất định là bị đưa ra ngoài đi chơi rồi anh cười thầm quả thực là đã đi chơi rồi còn trong này sở thanh hoàng vẫn đang suy nghĩ nên xét xử vụ này thế nào thái giám đứng cạnh nghe nhắc đến lãm nguyệt cô nương thì rất lo lắng chuyện tối qua sẽ không bị bại lộ chứ vinh vương và nghiêm đại nhân tranh cãi ngay trên buổi thượng triều phủ thượng tam công tử năm xưa chính là một hoàn khố đã từng bị bệ hạ nghiêm trị qua làm ra những chuyện này cũng không có gì là lạ vinh vương liền bật lại ngay ông ta nói chính là bệ hạ có cách dạy dỗ nên huyền ngọc sáng nay mới không tới nơi phong nguyệt đó nghiêm đại nhân nói đã có người tận mắt chứng kiến là vinh vương không kiềm chế nổi có cái cục mấy vị đại nhân khác lo vinh vương sẽ mất bình tĩnh mà nói ra những lời không hay vội vàng đứng ra ngăn cản vinh vương bình tĩnh bình tĩnh sở thanh hoàng nghe thấy có người tận mắt chứng kiến lại càng hứng thú hơn nghiêm đại nhân lại nói có người tận mắt chứng kiến vậy người làm chứng đó là ai chỉ ra và xác nhận vị công tử nào của vinh vương phủ khởi bẩm bệ hạ thần tạm thời không chắc chắn là vị công tử nào nhưng thấy nghiêm đại nhân ngập ngừng sở thanh hoàng muốn xét xử công bằng cho cả hai liền nói tức là không có chứng cứ thuyết phục nếu trẫm nghe lời từ một phía mà kết tội cho vinh vương phủ thì thật không công bằng cô cho rằng bản chất con người làm ham muốn thỉnh thoảng ghé thăm thanh lâu để thư giãn chút cũng là điều dễ hiểu có điều phóng túng là phóng túng nếu các vị không làm tốt việc của mình tham ô hối lộ kết bè kết cánh trẫm đã tới đông lăng mượn ngân lượng nhưng vẫn mong đợi các ái khanh trong quốc gia sẽ có tiền tài phú dư tận lực gắng sức văn võ bá quan hiểu được thâm ý bên trong của những lời mà bệ hạ nói lập tức cúi đầu, Ngô Hoàng Thánh Minh, thần đẳng không dám. Sở Thanh Hoàng không truy cứu chuyện này. Vinh Vương thở phào nhẹ nhõm vô cùng biết ơn, nhưng ông ta biết lời vạch tội của Nghiêm đại nhân là phải có căn cứ. Nếu thật sự là thằng khốn Huyền Ngọc ta sẽ đánh gãy chân nó. Sau khi buổi thượng triều kết thúc, Sở Thanh Hoàng trở lại ngự thư phòng. Cô cho gọi Sở Huyền Sách và Chu Thiệu đến. Sở Huyền Sách chấm bổ nhiệm ngươi làm khâm sai, tới Ngô Châu thanh tra chuyện quan thương cấu kết với nhau. Chu gia cũng có một quán trà, lần này Chu Thiệu sẽ đi cùng tương trợ sở huyền sách không do dự mà tuân lệnh ngay còn chu thiệu lại quỳ xuống thảo dân viết bài thi thành cáo trạng sợ có tội khi quân cam lòng để bệ hạ xử lý hắn ta chấp nhận chịu phạt để đổi lấy an ninh cho quê hương như thế cũng coi là xứng đáng sở thanh hoàng không có ý định trách phạt hắn ta đứng dậy đi không sao rồi cô sai phủ phong phủ ảnh đi bảo vệ sở huyền sách cho tốt còn có gia nhân của vân hằng nữa chu thiệu đứng lên trong sự ngỡ ngàng sở thanh hoàng liền nói trẫm không cần các ngươi cao thượng cho đến chết mới thôi nếu có gì xảy ra, lấy an nguy bản thân làm trọng." Chu Thiệu lúc này mới an lòng, hắn còn nhận ra một điều, lời đồn quả không sai, vị nữ hoàng bệ hạ này rõ ràng là vị thánh minh thiên tử. Cùng lúc đó ở Giảo Nguyệt, các vệ hành đến tìm Lãm Nguyệt để bàn bạc về vụ ám sát Sở Thanh Hoàng. Như đã thỏa thuận với Lãm Nguyệt, lần trước mặc dù cô ta là nữ tử vi đế, có hơi buồn cười nhưng hắn ta vẫn đem tiền tới để đưa trước cho cô. Đây là 300 vạn lượng, kế hoạch tới khi nào thì có thể hoàn thành? Nghe vậy Lãm Nguyệt đành nói, Sinh thần của nữ hoàng là vào ngày 12 tháng 7 là ngày tốt để chết. Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô rõ hơn ai hết, đó là ngày mà tên vệ hành này phải chết mới đúng. Vệ hành Vương tử nghe xong có chút kinh ngạc, không ngờ Lãm Nguyệt lại chọn ngày đó để thực hiện kế hoạch. Hắn ta sợ là cô sẽ khó mà hành động. Lãm Nguyệt cô nương là do phù thương giả mạo mà thành. Thấy tên vệ hành đáng ghét này muốn giết bệ hạ, anh tuy phẫn nộ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng nhớ lại lời sư phụ dặn trước đó, giết chết vệ hành, lấy lại thân phận vốn có là vương tử Viêm Quốc thời hạn học thuật có thể giảm một năm. Phù Thương mong muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về bên cạnh chủ tử, nên đồng ý yêu cầu ngay. Nhưng lúc này đây anh vẫn chưa hiểu được dụng ý của sư phụ rốt cuộc là gì. Nếu bảo anh đi giết một người thì đó là việc quá đơn giản, chắc chắn sẽ không như vậy. Hôm nay cả đoàn Mộc Ngọc cũng đến. Hắn ta điềm nhiên dặn dò. Lãng Nguyệt ta hy vọng kế hoạch này sẽ không có sơ hở. Lãng Nguyệt lập tức đảm bảo. Ngài nói đúng, trừ phi bản thân ta đi gặp Diêm Vương trước, bằng không nhiệm vụ này nhất định sẽ hoàn thành. Sở dĩ Lãng Nguyệt phải nói như vậy, một phần là vì muốn bọn họ tin tưởng vào cô. Một phần khác là muốn sớm có thể quay về bên cạnh chủ tử. Vệ hành tự tin đứng dậy, thời gian còn lại của sở thanh hoàng không còn nhiều. Một khi cô ta chết tay tề này sẽ thay nhiều thiên địa, đoan mộc ngọc liền thăm dò hắn ta. Nói ra thì cô ta chẳng phải là thân muội muội của ngươi sao? Ngươi thật sự không quan tâm chút gì về tình thân sao? Huống hồ đông lăng nhất chính vương là nghĩa phụ của cô ta. Đông lăng thiên tử là nghĩa huynh của cô ta ngươi không muốn trèo lên tầng quan hệ này sao? Vệ hành khó chịu phản bác lại, khoảng cách giữa Đông Lăng và Tây Tề đường xá xa, xa xôi ngoài tầm tay với, làm sao có thể so sánh được với mưu đồ hiện giờ của ta và ngài chứ? Trả lời thế này là vệ hành đã biết mình đang bị thăm dò rồi. Hắn ta định chờ tới khi nắm được Tây Tề sẽ không phải chịu đựng sự kiểm soát của Bắc Vương giống như viêm quốc bé nhỏ đó nữa. Nghe vậy đoan mộc ngọc vô cùng hài lòng liền cạn ly chúc mừng. Thập tam công chúa của trẫm sau này sẽ là hoàng hậu của ngươi. Bắc Vương và viêm quốc mãi là người một nhà. Vệ hành cũng giả vờ kính cẩn đáp lại. Xin hoàng thượng yên tâm tối hôm đó trong cửu hoa điện phủ thương sau khi nhận được ngân lượng từ vệ hành đã nhanh chóng trở lại hoàng cung báo cho sở thanh hoàng biết thấy anh quay về sớm hơn dự định cô liền hỏi ngân lượng tới tay rồi phù thương vui sướng trả lời định kim đã nhận được một nửa 300 vạn lượng đã gửi vào phiếu hiệu nam ký sở thanh hoàng cũng rất hài lòng nhẹ nhàng xoa đầu anh không tồi tiền của hồi môn nhanh như vậy đã tới rồi làm sát thủ có thể kiếm tiền rất nhanh có muốn cân nhắc tới việc thành lập một sát thủ các không Thật ra cũng không nhanh, tính mạng vua của một quốc gia đương nhiên quý trọng, mà sinh mệnh của người khác từ mấy trăm lượng đến mấy nghìn lượng, so với trăm vạn lượng chỉ là giọt nước trong thùng. Nghe vậy Sở Thanh Hoàng còn trêu đùa anh, "Với thân thủ của ngươi và mức độ tín nhiệm của Trẫm đối với ngươi, lấy đầu của Trẫm chắc cũng không thành vấn đề, 600 vạn lượng có thể mua được một phần gia nghiệp rất lớn, có thể cưới được một chính thê, nạp 18 tiểu thiếp, mỗi đêm đều có người thay nhau tới phục vụ ngươi." Phù Thương giật mình, thuộc hạ không cần tiền tài, không thích 18 tiểu thiếp. Sở Thanh Hoàng liền nhắc nhở anh, Ngươi gần đây rất thích phản bác lại lời của Trẫm. Phù Thương không phải muốn như thế mà là vì những thứ đó đối với anh cũng không quan trọng bằng bệ hạ. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô và nói, "Thuộc hạ biết sai rồi, chủ tử muốn trừng phạt ta sao?" Rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại ấy. Học thủ đoạn trêu chọc người khác nhanh đấy, không được ồn ào nữa, ta có chính sự muốn nói với ngươi đây." Phù Thương vốn định câu dẫn Sở Thanh Hoàng ai ngờ lại bị cô gạt sang một bên. Anh liền ngồi chăm chú nghe cô nói, "Quốc quân vương quốc cũng chính là sinh phụ của ngươi." thật ra là người của chúng ta năm đó, hắn có thể thuận lợi ngồi trên vị trí quốc quân. Không thể không có sự trợ giúp của Đông Lăng, sau khi ngươi quay về có thể trực tiếp báo lên phụ vương danh hiệu, tất cả kế hoạch người đều sẽ phối hợp với ngươi. Chấm chờ cưới ngươi làm hoàng phu đấy. Rõ. Phù Thương lập tức nhận lệnh, lòng vui sướng khôn nguôi. Sáng hôm sau yến tiệc mừng sinh thần của Sở Thanh Hoàng được tổ chức ngay giữa Ngự Hoa Viên. Bá quan văn võ đều tề tựu đông đủ. Khi giờ lành đến Sở Thanh Hoàng bắt đầu bước ra, ung dung đi về phía ghế ngồi mọi người thấy cô xuất hiện lập tức hành lễ nữ hoàng bệ hạ giá đáo tham kiến nữ hoàng bệ hạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế sau khi yên vị cô mới miễn lễ cho các quần thần yến tiệc hôm nay rất nhiều người từ mọi miền đất nước đã trở về tham dự không khỏi xảy ra những chuyện bất cập giữa lúc mọi người đang sôi nổi trò chuyện có hai vị cô nương cũng không an phận mà nói những lời không tốt về sở thanh hoàng sinh thần đầu tiên sau khi nữ hoàng bệ hạ đăng cơ thậm chí còn cho phép người nhà của quan viên tham dự lời đồn nói bệ hạ tính cách bất thường quả nhiên không đáng tin vị còn lại cũng rất hưởng ứng nghe nói ngày ấy còn có ý tuyển bạt nữ tử nhập sĩ bệ hạ uy vũ dám làm những chuyện mà người bình thường không dám làm dám nghĩ những chuyện mà người khác không dám nghĩ các đại thần triều đường thượng nhất định sẽ hết sức phản đối việc đưa nữ tử nhập sĩ nhưng trước đó chẳng phải cũng không có ai có thể ngờ được tây tể sẽ lại do một nữ tử thống trị đó sao nữ hoàng bệ hạ là thiên mệnh đế hoàng ngày ấy muốn làm thì nhất định sẽ làm được những lời này của hai cô nương đó đều bị đoan phi nghe thấy hết bà ta rất tức giận nhưng chỉ dám nắm chặt ly nước thương xót nhìn sở thanh tranh. Thiên mệnh đế hoàng ư, nếu không phải cô ta đột nhiên lên ngôi, thanh tranh sao có thể như bây giờ chứ? Đến cả một phong hào thân vương cũng chẳng có. Cùng lúc đó thái giám hô to, thượng ca vũ. Lập tức có mấy cô nương ăn mặc lộng lẫy bước ra ca múa. Vệ hành mặc dù không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi mời trà cho mấy vị hoàng tử, vừa đi đến bên đại hoàng tử, linh vương. Hắn ta liền nhận ra lãm nguyệt cô nương cũng đang ở gần đó. Từ đầu hắn đã biết lãm nguyệt sẽ tham gia trong đội múa lần này liên tìm cơ hội tiếp cận gần với sở thanh hoàng hơn, để tận mắt nhìn thấy cảnh chết của cô. Vệ hành ánh mắt đầy căm hận nhìn Lãm Nguyệt để ra ám hiệu cho cô. Còn Lãm Nguyệt do phù thương đóng giả cũng đáp trả lại ánh mắt ấy, cô lạnh lùng mừng thầm, tên vệ hành đáng chết đã tự mình tìm tới đây rồi. Ngay lập tức Lãm Nguyệt một bước bật nhảy lên không trung bá quan văn võ, không hay biết gì, lại tưởng đây là một trong những động tác múa tuyệt diệu để thu hút sự chú ý của nữ hoàng. Ai ai cũng ngạc nhiên vỗ tay reo mừng, bỗng có người hô lên, có thích khách, hộ giá hộ giá trong khi sở thanh hoàng đang thành thơi uống trà thì mọi người cuống cuồng lên tìm cách bảo vệ cô để ý đến tên vệ hành hắn ta nghe vậy liền nở nụ cười đắc ý lần này sở thanh hoàng chết chắc rồi thị vệ đang loay hoay bảo vệ nữ hoàng thì lãng nguyệt cứ tưởng sẽ phi nhanh đến ám sát sở thanh hoàng nào ngờ người bị tiếp cận lại là vệ hành hắn kinh ngạc ngươi phản bội ư khụ khụ đúng là một tên ngốc đến giờ mới nhận ra lãng nguyệt là người của sở thanh hoàng còn hắn bị dụ tới đây để giết người diệt khẩu đã quá muộn màng Lãm Nguyệt liền cho hắn ta một trường bay ra giữa sân, ngay lập tức tắt thở. Mọi người ai nấy cũng hốt hoảng, một ca nữ lại có võ công cao cường, giết được cả một vị vương tử. Sau khi giải quyết xong tên đó, Lãm Nguyệt tới bên cạnh nữ hoàng quỳ xuống, thuộc hạ ám các thống lĩnh phù thương bái kiến bệ hạ, thần nhất thời bất cẩn, tặc nhân đã tắt thở xin bệ hạ thứ tội. Sở Thanh Hoàng rất hài lòng khen phù thương tận tâm hộ giá, vô tội. Ngược lại Linh Vương mang thích khách này vào trong cung đáng tội gì đây? Linh Vương hốt hoảng chạy tới quỳ xuống, thần không biết chuyện này xin bệ hạ minh xét nếu ám các thống lĩnh không lỡ tay bệ hạ thẩm vấn một phe nhất định sẽ chứng minh thần trong sạch chỉ tiếc là giờ phút này hắn đã chết không có chứng cớ sở thanh hoàng liền nói linh vương tự tin như vậy vậy thì trẫm sẽ tạm tin ngươi cứ tưởng tên này hoàn toàn không biết chuyện gì nào ngờ những lời hắn vừa nói lại chỉ là tiện thể nghĩ ra bởi vì hắn biết người chết sẽ không làm chứng được may mà không tra được thêm nhiều thông tin liên quan hơn hắn vội mừng như thế đã bị sở thanh hoàng nhìn ra ánh mắt cô đầy thách thức nhìn linh vương nhưng sau này xin hãy hành động cẩn thận hơn nếu bị một kẻ vô lại thú nhận ám chỉ tội danh giết vua lên người linh vương vậy thì khó mà giải bày rồi linh vương tuân chỉ hắn ta nghĩ liệu có phải sở thanh hoàng đã biết hắn qua lại với đoan mộc ngọc cho nên tha cho hắn một mạng không cô là sợ sự tình náo đại liên lụy tới thượng bắc cương tây tề khó mà xử lý hay gì cùng lúc đó ở lãm nguyệt cát đoan mộc ngọc sốt ruột cứ đi tới đi lui vệ hành đích thân trà trộn vào hoàng thành chuyện này nhất định phải hết sức cẩn thận chỉ cần sở thanh hoàng chết quốc lực hiện tại của tây tề nhất định không phải là đối thủ của bắc cương vừa hay lúc đó thế tử sở huyền dịch đến vừa mở cửa anh đã nói to cấm quân phụng lệnh truy bắt hung thủ giết vua nếu có bất kỳ đối kháng nào sẽ giết ngay tại chỗ đoàn mộc ngọc ngơ ngác đây là ý gì ta đi cùng các ngươi là được dường như hắn ta vẫn tự tin là vệ hành đã làm xong xuôi mọi việc nhưng vì bị bắt lại nên bây giờ mới liên lụy hắn hắn còn cho rằng sở thanh hoàng không biết thân phận của hắn dám vô lễ với nhất quốc tri quân của bắc cương như vậy nhưng nhìn lũ thị vệ này thái độ cũng không giống đối đãi với thích khách nghĩ đi nghĩ lại hắn tự chấn an thôi không sao cả, thông cảm cho cô ta không thể làm gì được trẫm. nếu thật sự vô lễ sức sược với ta sau này, trẫm sẽ mượn thêm được nhiều cớ hơn để khởi binh. trẫm còn có ám vệ có thể truyền tin, chỉ cần điều tới kỵ binh bắc cương ta, hay tin hoàng đế bắc cương đoan mộc ngọc bị bắt tên ám vệ của hắn lập tức quay về nước báo tin. lúc này trong ngự hoa viên thi thể tên vệ hành vẫn chưa được mang đi. đoan phi không biết rằng đây mới là con trai ruột của mình, chỉ đứng nhìn một cách tiếc rẻ. bà ta còn mắng nhiếc, khốn thật, thích khách này vậy mà lại không thể giết được cô ta. Nhìn một hồi bà ta nhận ra, tên thích khách này sao lại trông có vẻ rất quen. Hắn và Sở Thanh Hoàng chẳng phải trông khá giống nhau sao? Đang hoang mang tột độ, Sở Thanh Tranh đến hỏi Mẫu Phi đang nghĩ gì vậy? Mẫu Phi đã nói lên trên với Sở Thanh Hoàng tiếng nào chưa? Vì nhi tử mà cầu nhất quan bác chức. Các đại thần trong chiều giờ xem ra như không khí, thế ra tử đệ của những kẻ đó cũng chẳng coi ta ra gì. Những ngày như vậy thật quá ất ức rồi. Đoan Phi lúc này mới nhìn kỹ mặt của Sở Thanh Tranh có chút nghi ngờ. Trước đây sao ta lại không phát hiện ra dung mạo, và tính cách của hắn lại vô dụng như vậy, chẳng giống với Thái thượng hoàng chút nào. Thấy Đoan phi cứ lặng im quan sát mà không trả lời, hắn ta liền dục bà. Mẫu phi người nói gì đi, Đoan phi chỉ lạnh lùng quay người rời đi không thèm để ý đến Sở Thanh Tranh, đang mong chờ mình như thế nào, hiện giờ những chân tướng phía sau này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Sau khi yến tiệc kết thúc Sở Thanh Hoàng trở lại ngự thư phòng, Sở Huyền Dịch cũng đưa Đoan Mộc Ngọc đến để tiếp chuyện. Đoan Mộc Ngọc giả bộ ngây thơ, lại còn đứng khoanh tay trông như mình rất cao quý. Nữ hoàng bệ hạ đây là làm gì? Sở Huyền Dịch thấy trướng mắt liền tặng cho hắn một đạp. Hỗn sược, gặp thánh giá phải hành lễ. Đoan Mộc Ngọc lập tức ngã quỵ xuống trong cơn tức tối, to gan, các ngươi biết ta là ai không, dám vô lễ với ta như thế. Sở Thanh Hoàng đương nhiên biết rõ thân phận của tên này, thấy hắn hung hăng như vậy cô cũng không thèm chấp, chỉ bình thản nói, ảnh vệ của chấm cha ra ngươi phái người hành thích chấm. Chấm còn muốn biết ngươi là ai đó. Đoan Mộc Ngọc cứ tưởng Sở Thanh Hoàng chưa biết gì liền mở miệng giải thích, ta là hoàng đế Bắc Cương Đoan Mộc Ngọc, vốn là đến chúc phúc, Chúc mừng sinh thần của bệ hạ, không ngờ bị coi thành thích khách. Đạo tiếp khách của nữ hoàng bệ hạ Tây Tề đúng là khiến ta mở mang tầm mắt. Sở Thanh Hoàng nở một nụ cười tỏ ra như mình bây giờ mới biết, thì ra là Đoan Mộc Ngọc hoàng đế bệ hạ. Đoan Mộc Ngọc lại được một phen đắc ý, ta còn cho rằng cô ta có kế hoạch gì, đúng là không biết thân phận của ta. Ăn mặc đơn giản, âm thầm đến, hoàng đế bệ hạ đúng là đơn giản, Bắc Cương nhiều năm cống hiến cho Đông Lăng, tay không dư giả. Sở Thanh Hoàng cố tình nhắc đến Đông Lăng để chọc tức Đoan Mộc Ngọc. Hắn ta tức giận, ngươi, trời ta ư? đứng trước sự giận dữ đó sở thanh hoàng chỉ nhẹ nhàng nói rằng nếu đoan mục hoàng đế đã đến thì ở tây tề một thời gian đi nào ngờ hắn ta nghe vậy còn nghiến răng nghiến lợi sợ bị nhốt ở đây nên tìm cách từ chối khéo bắc cương chính vụ bận rộn ở đây lâu còn bị xem thành thích khách nếu chuyển ra ngoài thì đại thần trong triều sẽ có ý bất an sợ là sẽ dẫn đến chiến tranh hai nước phù thương bước vào và thông báo cho sở thanh hoàng người đã được đưa đến cô nở nụ cười nham hiểm nhất cánh tay lên và nói đúng là như thế còn đoan mộc ngọc thì tò mò không biết người mà bọn họ đang nói đến là ai không để đợi lâu phù phong phù ảnh áp giải mấy tên đó vào trong số đó còn có ám vệ của đoan mộc ngọc xem ra lần này hắn ta chạy không thoát rồi sở thanh hoàng nói trong thành đột nhiên xuất hiện vài người có hành tung kỳ lạ Chấm lệnh cho bắt hết toàn bộ người đoan mộc ngọc tức muốn phát điên sao lại như thế được chứ thấy hắn ta giận dữ như vậy sở thanh hoàng lại gần hỏi hoàng đế đoan mộc ngọc đang nghĩ gì thế là đang xem rốt cuộc có quen họ không hả nếu nữ hoàng Bệ Hạ đã bắt họ đến, rồi không phải đã chắc chắn họ có quan hệ với chúng ta sao? Ngươi làm như vậy nếu Bắc Cương và Tây Tề giao chiến, thì nữ hoàng Bệ Hạ có nắm chắc mấy phần." Vừa nói Đoan Mộc Ngọc vừa nghĩ cách, để lại người ở ngoài hoàng thành đợi lệnh chỉ cần họ có động tĩnh thì sẽ lập tức hành động ngay. Sở Thanh Hoàng đều biết được những suy nghĩ này, cô chậm rãi nói: "Nếu hôm nay khai chiến thì với binh lực của Tây Tề một phần thắng cũng không có, nhưng mà chấm tin cho dù Đoan Mộc Hoàng đế có bản lĩnh bay lên trời, thì cũng không thể điều binh trong hôm nay." Nếu một tháng sau khai chiến thì chậm có thể chuẩn bị binh mã tinh nhuệ hơn cho biên quan, nắm chắc năm phần. Nếu 3 tháng chậm có đủ thời gian cầu cứu viện, Bắc Cương e là nước mất nhà tan." Lời nói đầy tự tin của Sở Thanh Hoàng đã phải khiến Đoan Mộc Ngọc lộ ra vẻ lo lắng. Nếu lỡ như cô làm vậy thật thì lần này Bắc Cương sẽ thuộc về Tây Tề mà thôi. Tối đó ở Cửu Hoa Điện, Sở Thanh Hoàng đang ngồi viết chữ phù thương cũng tâm lý pha trả dâng lên cho cô. Anh rất tò mò về vụ của Bắc Cương hoàng đế, liền hỏi: "Chủ tử tính xử lý Đoan Mộc Ngọc thế nào?" linh vương nữa sở thanh hoàng gác lại công việc vui vẻ trả lời phù thương trẫm đã đồng ý qua với thái thượng hoàng cố gắng giữ lại tính mạng cho mấy vị hoàng huynh linh vương dù sao cũng không thể làm ẩm lên không cần tính toán với bọn họ làm gì cô nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu phù thương còn đoan mộc ngọc ấy à để hắn ở lại tây tề một thời gian khi quay về đỡ gây rắc rối cho ngươi ngày mai ngươi đi đi hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn một chút là có thể sớm quay về rồi phù thương nghe xong liền sửng sốt thời gian trôi nhanh quá mới đó mà giờ đã phải xa chủ tử lại rồi anh luyến tiếc mạn phép hỏi một câu. Ngày mai ta cần phải đi rồi vậy chủ tử có thể hôn ta không? Vừa nói phù thương vừa nhanh tay luồn qua eo sở thanh hoàng, tỏ ra dễ thương để lấy lòng cô, mong cô đồng ý. Nào ngờ sở thanh hoàng ngoài mặt lại tỏ ra lạnh lùng, không được. Ấy vậy mà bên trong lại có suy nghĩ khác, cô thấy ánh mắt phù thương có chút thất vọng, liền nói chẫm là con gái phải biết tiết chế. Nam tử nên chủ động chút thì hơn. Phù thương vui tươi hẳn lên, ánh mắt để mong chờ nhìn cô. Ý chủ tử là, chính là, ý mà ngươi nghĩ đấy nghe vậy phù thương lập tức đứng dậy hai tay chống vào ghế sở thanh hoàng đầu hơi cúi chủ tử đã chuẩn bị xong chưa sở thanh hoàng cũng bất lực với tên này trẫm chẳng có gì phải chuẩn bị cả nhưng phù thương có vẻ hơi run anh bảo cô nên nhắm mắt thì hơn sau khi sở thanh hoàng nhắm mắt phù thương ngắm nhìn gương mặt thanh thoát của cô lòng không khỏi thốt lên chủ tử thật xinh đẹp nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn chỉ một thoáng cả hai đã rất ngại ngùng sở thanh hoàng còn vòng tay lên cổ phù thương trông rất mạnh bạo cho tới khi ngươi từ Viêm Quốc trở lại chậm nhất định sẽ dạy ngươi đạo mật phòng cho thật tốt. Phù thương vui vẻ đồng ý. Thế là hai người lại tiếp tục những giây phút lãng mạn để con dân phải hứng chịu cảnh cầu lương này. Khoảng hai tháng sau, ôn trạm và thẩm trọng cẩm tới hoàng cung bẩm báo tình hình cho sở thanh hoàng. Sở Huyền sách tra ra rằng tri phủ Ngô Châu cao viên đã lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi, vì trục lợi chèn ép người dân trồng chè dường như đã bức ép họ tới đường cùng. Trên là quan viên dưới là gian thương, chứng cứ xác thực không thể chối cãi nghe vậy sở thanh hoàng có chút khó chịu truyền chỉ cao viên và những gian thương nghiệp chứng nặng nề đưa ra thị khẩu chém đầu trước mặt thị chúng dĩ bình dân phẫn rõ sở huyền sách nhận lệnh sở thanh hoàng cũng phần nào yên tâm hơn người chuyến này quay về báo cáo tình hình công tác xem ra chuyện biên ải đã sắp xếp xong rồi thẩm trọng tiếp lời cũng may hiện tại biên ải được cải thiện rất nhiều tướng sĩ biên ải đối với chủ tướng tề lăng này cũng rất tâm phục khẩu phục có thể nói là vô cùng kiên cố làm tốt lắm sở thanh hoàng vừa mừng chưa được bao lâu thì thẩm trọng cẩm lại nói thêm Thuộc Hạ còn mang đến thông tin của Viêm Quốc nữa. Vừa nói anh vừa cho tay vào túi áo tính đưa ra vật gì đó. Không biết đó là vật gì mà có thể khiến Sở Thanh Hoàng, nữ vương của Tây Tế kinh ngạc đến vậy, chắc hẳn phải là món đồ rất đặc biệt. Thẩm Trọng cầm đưa cho Sở Thanh Hoàng một bức thư. Trong đó phù thương đã kể lại toàn bộ sự việc tại cung điện Viêm Quốc. Quốc quân Viêm Quốc sau khi biết thân phận thật sự của ta đã vui mừng chấp nhận, bất chấp sự phản đối của chúng nhân, kiên quyết lập ta làm người kế vị. Lúc đầu trong triều có một số người phản đối may mắn là thuộc Hạ đã không làm mất mặt chủ tử. Hiện giờ đã quen với triều vụ và quân vụ của Viêm quốc rồi. Trong thư phủ thương còn kể về Trung ương Bắc Cương hiện đang chia làm hai phái, một phái tỏ ra quyết liệt rằng muốn phát binh tới tấn công Tây Tề, cứ hoàng đế của bọn họ ra. Phái còn lại muốn phế bỏ hoàng đế, ủng hộ thái tử đăng cơ, sau đó phái quân tới tấn công Tây Tề với danh nghĩa báo thù cho cha. Còn Bắc Cương thập tam công chúa, Đoan Mộc Vô Ưu chẳng phải là của phía nào cả. Cô ấy lấy việc dò xét làm lý do muốn kết thân với Tây Tề, đích thân tới Tây Tề hòa thân. Đoan Mộc Vô Ưu kỳ nhân cơ thể đã yếu từ nhỏ, được nuôi dưỡng ở thâm cung cho tới năm 16 tuổi. Nhưng đến năm trước cơ thể đột nhiên hồi phục khỏe lại. Nghe đến đây Sở Thanh Hoàng có chút sững sờ. Một công chúa từ năm trước, đột nhiên khác một trời một vực so với trước đây ư. Dường như cô đã cảm nhận được chính bản thân ở trong đó. Sở Thanh Hoàng rất hài lòng với thẩm trọng cẩm. Anh đã hoàn thành rất tốt việc mà cô giao phó, từ ngày hôm nay trở đi. Người nhậm chức hộ bộ. Ta ư, thẩm trọng cẩm ngạc nhiên. Tuy Sở Thanh Hoàng thấy anh ta có chút kỳ lạ, nhưng trước mắt vẫn cần phải cai trị Tây Tề cho thật tốt chuẩn bị sẵn sàng cho việc ứng chiến bắc cương thấy thẩm trọng cẩm không nói gì sở thanh hoàng hỏi lại không đồng ý ư thuộc hạ không dám chỉ là những người khác nhập sĩ đều là thông qua con đường thi đậu công danh nếu thuộc hạ đột nhiên đi nhậm chức hộ bộ những đại thần khác e là sẽ có ý kiến sở thanh hoàng dứt khoát nói triều đình thời điểm này đang cần người người lại có công lớn trong việc quản lý biên giới nên không sao huống hồ hồng vũ còn nhảy dù xuống khâm thiên giám rõ nghe vậy cô đã yên tâm hơn nhưng nhắc đến hồng vũ sở thanh hoàng liền thở dài Nói ra thì đã lâu không gặp Hồng Vũ rồi. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện Sở Thanh Hoàng liền sai người chuẩn bị xe đến thăm Hồng Vũ tại Khâm Thiên Giám. Hoàng thượng giá đáo. Hồng Vũ thấy Sở Thanh Hoàng đến Khâm Thiên Giám mừng rỡ chạy ra như một đứa trẻ. Bệ hạ có chuyện gì sao? Trong lòng anh cho rằng phù thương đã rời đi rất lâu rồi, cho nên bệ hạ cảm thấy trống vắng, không có thị quân hầu hạ, nên chắc lần này sẽ để anh hồi cung để đảm đương nhiệm vụ đó. Nào ngờ Sở Thanh Hoàng đến Khâm Thiên Giám tìm gặp Hồng Vũ là để nhờ anh xem cho cô một quẻ hồng vũ hết cười nổi mặt bắt đầu nghiêm túc hỏi xem ai bác cương thập tam công chúa đoan mộc vũ ưu nghe vậy hồng vũ miễu môi xem cô ta làm gì cơ chứ nhất quốc tri quân như đoan mộc ngọc còn như vậy con gái của hắn chỉ sợ rằng cũng chỉ là đồ ăn hại mà thôi sở thanh hoàng thấy thái độ của hồng vũ có vẻ không hợp tác liền mắng anh bảo ngươi xem thì xem đi sao nhiều lời quá vậy nếu đoán không lầm thì sở thanh hoàng chắc chắn đã biết được điều gì đó nhớ đến chi tiết cô công chúa sau một năm khác một trời một vực so với trước kia Cô cho rằng có khi nào người này cũng có nỗi khổ giống mình hay không? Vậy mới đến nhờ Hồng Vũ xem quẻ. Hồng Vũ tuy ngoài mặt nói vậy nhưng khi Sở Thanh Hoàng đã nhờ thì anh luôn hết mình. Bấm đi bấm lại Hồng Vũ vẫn không xem ra được. Cô công chúa này thật kỳ lạ. Chớp mắt đã đến mùng 1 tháng 12 âm lịch, trời lạnh thấu xương, bên ngoài còn có cả tuyết phủ trắng, cả đường đi Hồng Vũ đến giờ vẫn còn thắc mắc về lần gieo quẻ đó. Anh đừng ngắm nhìn phù hiệu trong lòng rối ren. Năng lực chiêm tinh bói toán của bổn công tử không dám nói là đệ nhất, nhưng cũng đã xem được trăm quẻ trăm linh rồi sao tới đoan mộc vô ưu này lại không dùng được nữa ta phải xem xem rốt cuộc là người thế nào đây đồng thời phải tìm ra lý do tại sao vừa mới nhắc đến đoan mộc vô ưu đã xuất hiện cô ta ngồi trong xe ngựa nhẹ vén màn cửa nhìn ra bên ngoài đúng lúc hồng vũ nhìn thấy anh liền kinh ngạc đây chẳng phải là hồng loan tinh động của ta sao cùng lúc đó tại ngự thư phòng sở thanh hoàng cho gọi sở huyền dịch vào cung cô lệnh cho anh đi xem xét tình hình sứ đoàn biên cương bảo cấm quân tăng cường chú ý sở huyền dịch nhận lệnh vừa đi ra thì hồng vũ đã hớt ha hớt hải chạy vào bệ hạ bệ hạ bệ hạ ban hôn tiểu công chúa bắc cương đến hòa thân cho ta đi sở thanh hoàng ngạc nhiên hỏi ngươi tính làm gì hồng vũ ngại ngùng nói ta tính ra gần đây hồng loan tinh của ta sẽ động nhưng còn chưa chắc chắn nghe vậy sở thanh hoàng càng ngạc nhiên hơn hồng vũ nói vậy có nghĩa là hôm nay sứ đoàn bắc cương vào thành ngươi đã gặp cô ta rồi sao gặp rồi thấy hồng vũ vui vẻ như vậy sở thanh hoàng đoán chắc rằng anh đã nhất kiến trung tình vội hỏi cô ấy rất đẹp sao Hồng Vũ trước giờ cứ tưởng sẽ ham mê nữ sắc, theo bên cạnh Sở Thanh Hoàng lâu như vậy, chẳng phải là vì dung mạo đoan trang của cô hay sao? Thế mà giờ hỏi đến anh chỉ ngập ngừng, đẹp hay không không quan trọng, mà là rất sạch sẽ. Nói rồi anh ta cứ đứng luyên thuyên. Cô ấy như tuyết mùa đông, giống như sương sáng sớm, giống như đóa hoa. Tóm lại chính là tiên nữ không nhiễm hồng trần, không cẩn thận rơi xuống trần gian. Nghe vậy Sở Thanh Hoàng mới lắc đầu. Tiểu công chúa Bắc Cương mà thấy Hồng Vũ thế này e là không dám dính líu đến. Sau đó cô lấy lại giọng, ngươi đừng vội đợi cô ta tiến cùng nhắc đến chuyện liên hôn thì trẫm sẽ ưu tiên nói tốt cho ngươi vài câu dù sao thì hồng vũ động lòng cũng không phải chuyện xấu tiểu công chúa bắc cương vừa tới tây tề đã đến gặp sở thanh hoàng tại cung yến sứ đoàn bắc cương kính cẩn tham kiến nữ hoàng bệ hạ đi cùng cô còn có hai vị đại nhân miễn lễ sở thanh hoàng vừa nhìn đã thấy vị công chúa này đúng là đẹp thảo nào tên hồng vũ lại say đắm như vậy lại còn bảo đẹp hay không không quan trọng nữa chứ đoan mộc vô ưu vừa gặp đã muốn nói chuyện riêng với sở thanh hoàng vì thế liền nói ta muốn nói chuyện riêng với nữ hoàng bệ hạ hai vị đại nhân kia thấy vậy vội vàng ngăn cản vì thế này không hợp lễ nghi cho lắm sợ là nữ hoàng tây tề sẽ trách phạt bọn họ vô lễ không chịu hòa thân nào ngờ sở thanh hoàng đã hiểu ý cô ta thế rồi cô cũng không phản đối cô nói đoan mộc vô ưu cùng mình đi dạo trong vườn trời đã tối sở thanh hoàng cùng đoan mộc vô ưu cùng đi dạo trong ngự hoa viên đi một hồi cả hai cuối cùng đã biết được thân phận thật sự của nhau đúng như những gì sở thanh hoàng đã tính toán cô công chúa này mới thực sự là sở thanh hoàng độc ác ngày xưa cô ta trách sở thanh hoàng ngươi không đủ độc ác ý cô ta là tại sao sở thanh hoàng đã là nữ hoàng tây tề nhưng lại không diệt trừ những kẻ có ý đồ xấu ngoài kia mà vẫn tha cho bọn họ con đường sống sở thanh hoàng không độc ác như đoan mục vô ưu cô đã đạt được mục đích nên sẵn sàng không đuổi cùng giết tận bọn họ như vậy cũng coi như là thanh thản trong lòng đoan mục vô ưu gần giọng có vài người nên bị đuổi cùng giết tận họ sống trên đời tác dụng duy nhất là lãng phí không khí và thức ăn Sở Thanh Hoàng liền hỏi cô ta, nếu bất mãn với những thứ này thì mong muốn về sao? Đoan Mộc Vô Ưu hay là nên gọi ngươi là Sở Thanh Hoàng nhỉ? Đoan Mộc Vô Ưu kinh ngạc, ngươi biết rồi sao? Sở Thanh Hoàng giải thích, trước đây ta đã nghe chuyện của Đoan Mộc Vô Ưu, trong lòng đã có thể đoán được 8 9 phần rồi. Thế cho nên hôm nay khi cô ta đến đây, qua cách nói chuyện Sở Thanh Hoàng đã tin phán đoán của mình là đúng. Cả hai vừa đi vừa nói đến góc sân vườn. Đoan Mộc Vô Ưu ngồi xuống rồi thở dài hỏi Sở Thanh Hoàng, nếu ta muốn quay về thì sao ngươi có đồng ý không? Sở Thanh Hoàng không hề lo lắng mình sẽ mất đi chức vị này, sẽ mất đi những thị quân cũng như là những người đồng đội đáng quý. Cô lại rất bình thản. Không có gì mà không đồng ý cả. Ta đã chiếm thân thể ngươi như vậy. Chuyện này vốn dĩ với ngươi mà nói thì có chút không công bằng. Trả lại thân thể này cho ngươi cũng được. Nhưng ta có điều kiện. Tại kỳ vị mưu kỳ chính, ta đã đánh hạ Giang Sơn Tây Tề, thanh trừng chiều đường Tây Tề. Người phụ trách ngồi vào ngai vàng này không được để Tây Tề rơi vào nội chiến nữa cứ tưởng đoan mộc vô ưu muốn lấy lại thân thể này thật Người đâu cô ta chỉ là đang muốn thử lòng sở thanh hoàng mà thôi ta không có hứng thú với việc làm nữ hoàng cũng không có hứng thú quay lại sở thanh hoàng rất ngạc nhiên cho nên phen này ngươi tới tây tề chỉ đơn thuần là muốn nhìn ngắm thôi sao đoan mộc vô ưu trở nên danh mãnh ta chính là muốn tới đây xem xem đám nam nhân tây tề cấu xe lẫn nhau đó hiện giờ bị nữ nhân dẫm dưới chân sức tàn lực kiệt đến cả cất tiếng cũng không dám thốt ra rất tuyệt nghe vậy sở thanh hoàng bắt đầu chảy lòng Cô nói mình cũng không ngờ được rằng, cô và Sở Thanh Hoàng thật sự lại có cơ hội ôn hòa nhã nhặn mà nói chuyện với nhau thế này. Đến cả Đoan Mục Vô Ưu tức là Sở Thanh Hoàng thật, cũng không ngờ về điều đó. Sau đó Đoan Mục Vô Ưu kể lại chuyện hồi nhỏ của Sở Thanh Hoàng. Đoan Phi là mẫu thân của Sở Thanh Hoàng và Sở Thanh Tranh. Năm đó khi hoàng thượng có ý định lựa chọn người kế vị, Đoan Phi đã có mưu đồ để Sở Thanh Hoàng mở đường phía trước, sau này Sở Thanh Tranh sẽ đăng thượng đế vị. Mặc dù cùng một người sinh ra nhưng Đoan Phi lại rất coi trọng Sở Thanh Tranh và luôn chê bai chủ ẻo con gái sở thanh hoàng của mình sở thanh hoàng tính tình bướng bỉnh làm gì có bộ dạng của công chúa chứ đồ ngu ngốc chỉ biết đánh giết bà ta không ngờ được rằng từ nhỏ sở thanh hoàng đã có thể nghe được tâm ý của những người bên cạnh những lời bà ta nói cô đều nghe được hết tính toán lợi dụng chán ghét con người chính là loại dơ giấy này chính vì lý do đó mà đã tạo nên một sở thanh hoàng độc ác tàn bạo khi trước cô nói nếu tất cả mọi người đều hận ta vậy ta cũng sẽ không cần coi các ngươi là người nữa sau đó ra sức tra tấn đánh đập phù thương khi đó hình như đã có người hỏi cô, có còn muốn làm một công chúa nữa không? Cô liền trả lời không muốn một cách rõng rạc. Cứ tưởng rằng số mệnh của Tây Tề đã hết, tưởng rằng những âm thanh mà ta nghe thấy từ những người ngoài đều là âm thanh đến từ địa ngục. Nhưng khi ta nhìn thấy cô ấy phân biệt được thiện ác địch ta, cứu Tây Tề khỏi dầu sôi lửa bỏng, lập tức sự tức giận trong lòng ta dần dần tan biến. Nghĩ lại đang ở trong cơ thể của Bắc Cương công chúa, đây là một người ốm yếu, nếu không thể bình tĩnh lại thân xác này có thể chết bất cứ lúc nào. Sở Thanh Hoàng cũng rất đồng cảm từ nhỏ đã sống trong tranh đấu nội bộ biết hết những tâm ý đen tối xấu xa của mọi người. Không có gì lạ khi cô ấy có tính cách hung bạo. Đoan Mục Vô Ưu cũng đồng ý với cô. Nhân dịp này còn muốn Sở Thanh Hoàng đổi cho mình mấy thị quân trước đây ở hậu viện. Như vậy thì cũng coi như là không đi một chuyến công cốc. Sở Thanh Hoàng liền nói, chỉ sợ là không được. Tề Lăng đã tới miền Bắc, hiện giờ là đại tướng biên giới đắc lực nhất của Tây Tề. Ôn Trạm đã trở thành quan thẩm. Trọng Cẩm cũng sắp nhập triều rồi. Nếu ngươi thật sự muốn, có thể đem Hồng Vũ cho ngươi. Nói rồi cô đưa cho Đoan Mộc Vô Ưu một bông hoa. Cô ta sững sờ hỏi: "Người đó là ai?" Rồi nhận bông hoa đó. Sở Thanh Hoàng chưa kịp nói gì thì Đoan Mộc Vô Ưu đã đoán ra. Người đó chính là thiếu niên mặc đồ đỏ mà mình gặp hôm trước. Khuôn mặt hiện giờ của ngươi rất giỏi lừa gạt người. Hồng Vũ vừa nhìn thấy ngươi đã phải lòng rồi. Đoan Mộc Vô Ưu nghe vậy đành chấp nhận, "Cũng được, có còn hơn không? Dù sao ta cũng tới để thông gia, cũng không thể ra về tay không được. Ngươi với ảnh vệ đó cũng là vừa gặp đã rung động sao?" Sở Thanh Hoàng không nói gì chỉ âm thầm thừa nhận. Thấy vậy Bắc Cương công chúa liền cười nói, "Đường đường là nữ hoàng công chúa Đông Lăng quốc tôn quý, muốn nam tử thế nào chẳng còn không có được sao? Vậy mà lại buộc mình vào một ảnh vệ nhàm chán." Sở Thanh Hoàng lập tức phản bác lại, "Có ngọc bội trước mặt, người khác dù có tốt cỡ nào cũng không thể lọt vào mắt xanh của ta." Đoan Mộc Vô Ưu ngạc nhiên, "Tên đó mà là ngọc bội gì, chỉ là một ảnh vệ còn con, lại được một nữ hoàng xem là ngọc bội." Sở Thanh Hoàng đầy tự hào khi nói về phù thương, với ngươi mà nói thì chỉ là dơm dạ còn với ta thì chính là ngọc bội sau đó cô quay ra trách tội đoan mộc Vũ ưu trước đây ngươi đã làm nhiều chuyện không hay với phù thương khi đó hắn là ảnh vệ của ngươi ta không truy cứu nhưng hiện giờ hắn là của ta đoan mộc vô ưu cười bảo ta không có hứng thú với hắn điều này càng làm sở thanh hoàng thấy hài lòng hơn tốt nhất là như vậy sáng hôm sau tại cung yến lại tổ chức tiệc chào đón bắc cương công chúa sang tây tề sở thanh hoàng vẫn ngồi ở vị trí cao nhất chính giữa còn những người khác đều ngồi ở hai bên. Một vị đại thần của Bắc Cương nhìn Sở Thanh Hoàng đầy mưu mô. Cả đêm nay, nữ hoàng Tây Tề ngoại trừ việc gặp mặt đơn độc với công chúa ra, thì đều nói chút chuyện ở hiện trường này. Nữ hoàng bệ hạ, Bắc Cương hoàng đế ta đã tới Tây Tề chúc thọ, hiện Bắc Cương hoàng đế, chấm trước giờ chưa từng gặp qua. Thu xếp ổn thỏa cho sứ đoàn Bắc Cương, đừng thất lễ với khách quý. Ông ta thầm nghĩ, không cảm kích, vậy tức là đến cả đàm phán cũng không định đàm phán nữa rồi. Chiếu lệ như vậy, rõ ràng là không tôn trọng Bắc Cương có điều chuyến này tới, bệ hạ hy vọng về nước, ngày ấy sẽ có thể trực tiếp đăng cơ rồi. Sau đó vô ưu vừa bước ra thì đã gặp Hồng Vũ đứng bên ngoài. Anh nhìn cô mà thầm đánh giá. Thân hình mảnh mai, dung mạo thanh tú, vị tiểu công chúa đoan mộc gia này nhìn thế nào cũng như tiên nữ vậy. Bỗng vô ưu đứng trước mặt Hồng Vũ mà hỏi. Nghe nói ngươi vừa gặp ta đã động lòng. Vậy ngươi có biết lấy lòng ta thế nào không? Hồng Vũ ho khụ vài tiếng rồi anh vội giải thích. Chắc ngươi hiểu lầm rồi, ta không có hứng thú lấy lòng ai hết. Cũng không rung động với ngươi, trong lòng hồng vũ lúc này mới nghĩ lại mồm miệng này giống tiên nữ chỗ nào chứ không cần phải phủ nhận sau này ngươi ở bên cạnh hầu hạ ta đi làm tốt thì ta sẽ phong ngươi làm thủy quân nghe vậy hồng vũ sững sờ bộ dạng này có chút giống bộ đồ vô vị mà ngươi đang mặc hiện giờ không phù hợp với ngươi sau này vẫn nên mặc giống như hồi trước thì hơn hồng vũ nghe đến đây chợt nhớ lại nếu nói về cách ăn mặc hồi trước thì chỉ có mình sở thanh hoàng thật sự mới biết được lẽ nào người này mới chính là cô ta sở thanh hoàng ngươi hồng vũ tức giận chỉ tay vào mặt đoan mộc vô ưu cô thản nhiên nói chính là ta không quen sao hồng vũ kinh ngạc trên đời lại có loại chuyện thế này nữa sao phụ vương không hề nói với ta sau đó anh vừa ngại vừa giận vùng vằng bỏ đi tới nơi không nhìn thấy bắc cương công chúa nữa hồng vũ mới dừng lại nhớ lại những hành động của mình mấy ngày qua thật là xấu hổ quá đi vừa gặp đã động lòng tiểu tiên nữ bất nhiễm yên hỏa nhân gian cả đời này chưa từng mù quáng như vậy bao giờ đây chính là hồng loan tinh động của ta sao Đêm đó ở cửu hoa điện, sở thanh hoàng sau một ngày làm việc cật lực đã trở về phòng nghỉ ngơi. Các ngươi lui xuống hết đi không cần hầu hạ nữa đâu. Thấy cô vừa bước vào phòng đã đóng cửa cẩn thận thái giám có chút khó hiểu. Thực ra là tối nay phù thương đến đây. Thuộc hạ phù thương thỉnh an chủ tử. Sở thanh hoàng vui vẻ nhìn anh cười hiền tử. Sau đó cô tiến lại gần nâng niu cặp má gầy nhom của anh. Phù thương bao ngày qua vì hoàn thành nhiệm vụ đã phải chịu khổ nhiều rồi. Đứng dậy đi để chấm nhìn ngươi cho kỹ. Phù thương rất thích thú khi được sở thanh hoàng cưng nựng như vậy anh mạnh dạn hỏi chủ tử nhớ ta rồi sao sở thanh hoàng có chút bất ngờ có phải là phù thương đã cao hơn so với trước không mà bây giờ khi đứng gần anh cô lại nhỏ bé như thế này cô cũng hỏi ngược lại phù thương người nói xem nhất định là nhớ rồi giống như thuộc hạ ngày nào cũng nhớ chủ tử tới mức không gặp không được ấy vừa nói phù thương vừa lấy đầu mình tựa vào sở thanh hoàng cọ cọ tỏ vẻ ngại ngùng những lời anh nói sở thanh hoàng nghe qua như thể là đang định nọt cô lấy tay đẩy ra rồi bảo anh lẻo mồm lẻo mét thấy chủ tử xa lánh mình lại còn không tin những gì mình nói, Phù Thương hụt hẫng vội giải thích, thuộc hạ nói đều là thật lòng đấy, anh còn thông báo cho cô một tin, sư phụ tháng 9 này đã gửi cho ta một phong thư, nhờ ta tìm hai vị tướng ở đường triều viên quốc, nếu dùng sai người cục diện rắm rối sẽ do ta tự xử lý. Thuộc hạ may mắn cuối năm mới tới gặp chủ tử cùng chủ tử trải qua một năm bình an. Sở Thanh Hoàng cũng gật đầu hài lòng, ừm, không tồi. Sau đó cô quay lại hỏi về chuyện của Bắc Cương công chúa đúng rồi ngươi có biết chuyện của đoan mộc vô ưu là thế nào không phù thương cũng trở nên nghiêm túc đoan mộc vô ưu ở thẩm cung không dễ tiếp xúc chỉ biết rằng có chút kỳ lạ thuộc hạ nóng lòng muốn quay về gặp chủ tử cho nên đã quên mất chính sự nghe vậy sở thanh hoàng cũng nói sự thật cô ta là vị địch nhân đấy cô ta là sở thanh hoàng là người trước kia ấy phù thương trong phút chốc thay đổi sắc mặt anh lo sợ hơn bao giờ hết dường như sắp khóc tới nơi cô ta quay lại rồi muốn làm gì có khi nào chủ tử sở thanh hoàng nắm lấy tay trấn an phù thương cô ta chỉ là quay về xem qua, hiện giờ ngươi đã là người, của ta cô ta sẽ không thể chế nhạo coi thường sỉ nhục ngươi. Càng không thể làm hại ngươi, ngươi không cần lo lắng. Tuy chủ tử nói vậy nhưng khuôn mặt phù thương vẫn không khá hơn, vẫn u ám bất an. Sở thanh hoàng phải tìm cách đổi sang chủ đề khác. Cô kéo anh lại gần rồi thủ thì. Nửa năm nay không gặp ta thấy vóc dáng và phong thái của ngươi đều khác. Cảm giác lo lắng bồn chồn này thật không có tiền đồ. Phù thương quỳ xuống rồi ôm lấy sở thanh hoàng đúng nịu. Thuộc hạ chẳng có tiền đồ gì cả, Quốc quân Vương quốc muốn thoái vị, thuộc hạ không đồng ý, lý do mà anh cự tuyệt như vậy là vì nghĩ tới việc mất đi chủ tử, thì anh sẽ chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Tại sao không đồng ý? Phù Thương liền thở dài trả lời, nếu thuộc hạ gả cho chủ tử rồi, thì sẽ không còn có thời gian để quản lý Viêm quốc nữa. Có điều thuộc hạ đã hứa với ngày rằng, sau này tuyệt đối sẽ không để Viêm quốc chịu sự kiểm soát của Bắc Cương nữa. Sở Thanh Hoàng cũng hiểu cho tâm ý của Phù Thương, vỗ về an ủi anh. Vậy cũng được để phụ vương của ngươi ngồi trên ngai vàng sống an nhàn thêm trong vài năm nữa chờ tới sau khi ông ấy quy tiên chúng ta sẽ trực tiếp đem viêm quốc sắp nhập vào lãnh thổ của tây tề phù thương vui mừng suy nghĩ của thuộc hạ cũng giống như chủ tử có vẻ như ta và chủ tử tâm linh tương thông sở thanh hoàng khen phù thương mồm mép của ngươi càng ngày càng ngọt rồi không biết khi ở cùng với nữ tử khác có ăn nói hùng hồn như vậy không những ngày làm vương tử của viêm quốc có ai dân mỹ nhân cho ngươi không nghe vậy phù thương giật mình lập tức phản bác lại Chủ tử biết rõ là thuộc hạ tuyệt đối sẽ không mà. Sở Thanh Hoàng thấy thái độ anh như vậy trong lòng rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn. Chứng minh cho ta thấy đi. Phù Thương chỉ đợi có lời này của Sở Thanh Hoàng, anh kéo cô lại gần rồi dụ dỗ, "Về tẩm cung thuộc hạ sẽ để chủ tử đích thân kiểm tra, có được không?" Sở Thanh Hoàng lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng dần dần cũng lấy lại bình tĩnh thử lòng anh. "Kiểm tra làm sao, qua lần này cô cũng có cách nhìn khác về anh, nửa năm không gặp con sói con này đúng là thật dũng cảm." Phù Thương cứ tưởng là chủ tử sẽ đồng ý đi luôn. Nào ngờ cô còn hỏi tỉ mỉ như vậy. Anh đành xấu hổ trả lời. Không mặc quần áo từ đầu đến chân, chủ tử đều có thể kiểm tra theo ý muốn. Sở Thanh Hoàng có chút ngạc nhiên nghi ngờ hỏi Phù Thương. Người nói thật cho ta. Gần đây ngươi không xem cái gì bậy bạ rồi chứ. Phù Thương liền ngập ngừng đỏ mặt trả lời. Thần, ừm, cái ở trong cung điện đó, sách, có một cuốn. Nghe tới đây Sở Thanh Hoàng đã hiểu ra nhưng cũng không trách mắng anh làm gì. Dù gì cũng là nam nhân trưởng thành rồi, không có gì phải xấu hổ cả. Không phải sớm muộn gì cũng phải biết hay sao? Nói rồi Sở Thanh Hoàng đứng dậy cầm tay Bảo Phù Thương cùng đi thôi. Hôm nay ngươi tắm ở đây đi. Sau đó Sở Thanh Hoàng cùng Phù Thương đi thay đồ, cùng bước xuống bồn tắm. Anh đứng sau lưng cô trong lòng rất vui sướng. Ngày trước mình chỉ nghĩ ái tình giữa nam và nữ chỉ là sự mộng tưởng của thiếu niên, nhưng bây giờ chỉ cần được nhìn thấy chủ tử thì mình cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời. Mình đã quá quen thuộc với mọi thứ của chủ tử. Nếu bỗng nhiên có một ngày, Sở Thanh Hoàng đang tận hưởng thì Phù Thương lại làm cho cô mất hứng lại lo lắng chuyện dư thừa rồi à phù thương bắt đầu mở lời chủ tử nếu như mà nếu như ngài không thích thuộc hạ nữa thì ngài có thể nói trước được không sở thanh hoàng ngạc nhiên quay đầu lại hỏi cái gì nếu chủ tử thích người khác hơn ta vậy thuộc hạ là kẻ dư thừa rồi cũng không thể chủ động mà rời chủ tử đi được đó chẳng khác nào phản bội đâu hoặc chủ tử cũng có thể giết chết ta ít nhất ta không cần phải nhìn chủ tử cùng người khác sở thanh hoàng nghe vậy liền bước lên trước mà trách phù thương đang nói vớ va vớ vẩn gì vậy Cô lấy áo choàng lên người rồi đi lên không tắm nữa. Sau đó quay lại có chút khó chịu. Người lo lắng cái này làm gì? Đừng nghĩ lung tung nữa. Hãy ăn ăn ổn ổn làm ảnh vệ của ta đi. Vì cái này mà lo lắng không yên vậy sao? Phù thương sợ cô sẽ giận lập tức chạy theo. Thuộc hạ biết lỗi rồi. Sau đó ôm cô vào lòng vỗ về. Chủ tử là người đến người yêu. Là tiểu tiên nữ hoa nhìn là hoa nở. Là cứu khổ cứu nạn là quan thế âm Bồ Tát Mỹ lệ nhân từ. Là thuộc hạng ngu dốt sau này ta không dám chọc giận chủ tử nữa đâu. Người đừng giận có nếp nhăn là không tốt đâu. Những lời này của phù thương làm sở thanh hoàng có chút sởn ra gà. Người xong hết chưa? Dù ta người gặp người yêu, thì ta vẫn là cử ngũ trí tôn. Tương lai vẫn muốn lập tam cung lục viện. 72 phu. Vừa nói xong phù thương đã ôm lấy cô rồi hôn thật nồng nhiệt. Sở thanh hoàng sau khi cảm nhận được nhịp đập của anh mới biết rằng anh rất sợ những chuyện như này. Sau đó cô cũng mở lòng vòng tay ôm lấy anh vì cô tin mình sớm muộn gì cũng sẽ làm phù thương bớt lo mấy chuyện như thế này thôi không được chủ tử không phải là người có mới nới cũ vừa nãy là do thuộc hạ không tốt thuộc hạ chấp nhận bị phạt chủ tử đừng tức giận nữa sở thanh hoàng nhân cơ hội này muốn dọa phù thương một phen nếu đã như vậy đêm nay chấm sẽ dùng roi dạy dỗ người một bài học nhớ đời đánh cho đến khi người chảy ra chóc vảy người sẽ biết thế nào là kết cục của việc ăn nói hàm hồ thấy thái độ chủ tử có vẻ không kiên quyết lắm phù thương liền đỏ mặt hỏi ngược lại cô chủ tử người nữa sao đương nhiên là không nỡ rồi. Sở Thanh Hoàng bây giờ yêu thương lo lắng cho phù thương còn không hết, hơi đâu lại dùng roi hành hạ anh đến mức đấy. Cô đưa tay lên véo má anh, sau này còn để chấm phải nghe những lời như vậy, nữa ngươi sẽ biến mất ngay khỏi tầm mắt của chấm đó. Về sau cũng đừng tự xưng là thuộc hạ nữa, ta cảm thấy giữa ta và ngươi không cần phải phân biệt trên dưới. Ta không cần một tình nhân chỉ biết tự ti và lúc nào cũng cảm thấy bất an. Phù thương lập tức đồng ý, sở thanh hoàng cũng cảm thấy hơi mệt, nên vòng tay qua cổ anh ngỏ ý muốn phù thương bế mình. Chấm mệt rồi, bế chấm về đi phù thương làm sao cưỡng lại sự dễ thương này của sở thanh hoàng đây anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi từng bước từng bước đi đến bên giường sau khi đặt sở thanh hoàng xuống trái tim anh đập thình thịch thình thịch thấy phù thương còn trần trừ chưa chịu nằm xuống sở thanh hoàng chống cầm hỏi lúc nãy trẫm vừa nói gì với ngươi tự giác một chút đi tự mình cởi đồ ra rồi bỏ lên giường chẫm sẽ trừng phạt ngươi thích đáng phù thương không một động tác thử nhanh chóng cởi bỏ y phục rồi nằm lên giường anh nằm sấp để lộ cơ thể rắn chắc khiến sở thanh hoàng phải tấm tắc khen vóc dáng này thật đẹp cô còn mơn trớn từng chút trên lưng của phù thương, muốn eo có eo muốn mông có mông, cặp mông này rất có da có thịt lại còn chắc nữa. Vừa nói sở thanh hoàng vừa lướt nhẹ trên da làm phù thương ngại đỏ mặt. Anh đang đọc sách cũng khó mà chịu được, sắc bất dị không, không bất dị sắc, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Thấy phù thương cam chịu như vậy sở thanh hoàng liền nhéo anh một cái. Phù thương giật cả mình liền vùng dậy. Thanh hoàng hỏi không phải ngươi nói ngươi đọc sách à? Anh vội giải thích, chúng ta vẫn chưa thành thân, thuộc hạ, ta không dám mạo phạm chủ tử. Nghe vậy sở thanh hoàng xoa đầu anh, thật là ngoan còn phù thương thì mặt đỏ như trái cà chín không nói thêm lời nào lần này sở thanh hoàng đã chủ động hơn cô đẩy anh nằm xuống rồi nhẹ nhàng tới gần hoàn toàn không vấn đề gì hết cùng lắm là để tần thiên dám rút một quẻ bói rồi cho ngươi một danh phận là được ở bên này hồng vũ đang mệt mỏi với mấy quẻ bói sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng rút được quẻ thượng thượng đại cát kiếp trước tơ hồng buộc chân chẳng cần cầu mong chuyện cũng thành đêm xuân ấm áp dưới ánh trăng sáng chợt nghe tiếng phượng hoàng trong đêm lặng đọc những dòng này hồng vũ nằm ra đất rồi thở dài ông trời chắc chắn đang chơi đùa với ta. Hung thần như nàng ta sao có thể là thê tử trong định mệnh của ta kia chứ? Nguyệt lão này ngay cả dây tơ hồng cũng không biết thắt. Ta mà đến với nàng liệu có hạnh phúc sao? Chỉ có mỗi cái mặt thì có tác dụng gì? Đang giàu dĩ như vậy bỗng có một thái giám bước vào thông báo. Hồng Vũ đại nhân, vị mới đến từ Bắc Cương đoan một công chúa cho 10 ngày đến bói cho nàng một quẻ. Hồng Vũ nghe tin như bừng tỉnh, trong lòng vừa lo cũng vừa ngại. Trời tối Hồng Vũ tuy nhận lời đến đấy nhưng tới nơi thì không dám vào anh cứ đi qua đi lại ngoài cửa rồi tự mình suy đoán lúc đầu đoan mộc lo lắng đến phát bệnh nữ la sát đó lại được sinh ra sau đó cơ thể cô ấy liền trở nên yếu đuối đi đứng cũng mất sức đó chỉ là một nữ nhân yếu đuối mình sợ cái gì chứ hồng vũ đang rất tập trung bỗng tiếng của đoan mộc vũ ưu làm anh giật mình ta cứ tưởng là ngươi không dám đến cơ nghe câu nói thách thức như vậy hồng vũ liền phản bác không dám là không dám thế nào chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân không nên quá thân cận ta đây chỉ là lo cho danh tiết của công chúa điện hạ thôi đoan mộc vũ ưu tỏ ra thờ ợ ờ, danh tiết là gì chứ bổn cung không quan tâm mấy thứ đó biết không cãi lại được cô hồng vũ đành phải nói rằng mình rất quan tâm đến vấn đề danh tiết của cô rồi lấy cớ từ chối khéo tại hạ đang nhất tâm chuyên chú học thuật pháp loại bỏ tạp niệm tránh xa tình nữ luyến ái không nhiễm bụi trần đoan mộc vũ ưu có chút buồn cười không biết là ai đã nói là yêu bản cung ngay từ cái nhìn đầu tiên ha là bản cung kề dao vào cổ ngươi ép người nói ra mấy lời vô nghĩa đó hay sao hồng vũ thấy hơi nhột vội tìm lý do để biện minh lúc đó ta nói vậy là vì vừa cắt lời đã bị đoan mộc vô ưu cắt ngang mặc kệ là ngươi đùa hay là thật ta cũng không cho phép ngươi tùy ý lừa ta kể từ hôm nay ngươi sẽ trở thành thành viên ở cung điện này cô quay lưng rời đi còn đe dọa hồng vũ nếu ngươi dám chống cự ta không ngại để người khác trả giá dùng ngươi hồng vũ chẳng thể vui nổi cứ nhìn theo bóng lưng của đoan mộc vô ưu rồi tự hỏi đây là đang đe dọa mình sao sáng hôm sau trên điện sở thanh hoàng cùng các đại thần đang thảo luận chính sự bỗng có một vị tướng quân chạy vào cấp báo khởi bẩm bệ hạ, cách đây 800 dặm miền Bắc chiến sự nguy cấp. Thái tử Bắc Cương đã đích thân dẫn 3 vạn kỵ binh, người vạn chiến sĩ, hiện đã đến bên cạnh rồi. Mai ta sẽ hỏi biên quan tướng sĩ Hưng sư, lệnh giao Tây Tề bán nguyệt cho hoàng đế Bắc Cương, bệ hạ xin hạ lệnh. Các vị đại nhân xôn xao bàn tán, sao đột nhiên lại như vậy không? Phải Bắc Cương công chúa đến để cầu thân sao? Sao lại vậy? Sở Thanh Hoàng cũng hết sức ngạc nhiên, Tề tướng quân nói gì? Dường như cô vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Rõ ràng Đoan Mục Vô Ưu đã đến đây, để cầu thân và hứa sẽ không trở lại vị trí này nữa. Vậy mà bây giờ lại có chuyện như này xảy ra. tể tướng quân nói nếu bệ hạ muốn lãnh thổ Bắc Cương, thì hắn sẽ nhân cơ hội này xâm lược và cố gắng chiếm lấy Bắc Cương trong vòng 2 năm. Nghe vậy Sở Thanh Hoàng càng sụp sôi tinh thần chiến đấu. Cô tự tin vào khả năng của mình, liền lệnh cho vị tướng đó. Hãy nói với tể tướng quân là ta sẽ chuẩn bị đủ quân lương cung thương cho hắn, để hắn yên tâm chiến đấu. Chỉ cần Bắc Cương tiến một bước ta cũng tiến một bước. Nếu Bắc Cương không bị đánh bại thì sẽ tiếp tục có chiến tranh sẽ không có tương lai. Vị tướng đó nhận lệnh rồi xin cáo lui. Lúc này các vị đại thần đảo triều, ai ai cũng đều lo lắng, lo nước bị chiếm thì ít, mà lo mình chịu thiệt thì nhiều. Trong số đó có hộ bộ thượng thư nghĩ rằng, bệ hạ từ khi lên ngôi, quốc khố thiếu tiền thì ngày ấy đi thân vay mượn, mình khó khăn lắm mới ngồi lên trước hộ bộ thượng thư, vấn đề lương thảo giờ phải do hộ bộ và binh bộ cùng nhau góp sức. Sở Thanh Hoàng gọi phù thương, có thuộc hạ, cô dặn dò, khi chiến đấu ở biên quan, quân và lương không được quá tranh lệch nhau, ta lệnh cho người toàn quyền phụ trách về việc chuẩn bị và vận chuyển lương thảo thuộc hạ tuân mệnh hộ bộ thượng thư vội ngăn cản bệ hạ người này chưa bao giờ làm về vấn đề này mà nếu xảy ra chuyện gì e là hậu quả sẽ rất là thảm khốc sở thanh hoàng rất tin tưởng anh cô khẳng định phù thương là người của ta nhất định không có vấn đề gì lần này để phù thương phụ trách vấn đề lương thảo để hắn không nhàn rỗi nữa đây là vấn đề mang tính quốc gia mọi người không bỏ tiền thì cũng phải bỏ sức nghe vậy các vị đại thần đều tuân mệnh thấy việc trước mắt đã thu xếp khá ổn thỏa sở thanh hoàng lúc này mới nhẹ nhõm được một chút cô nhìn phù thương rồi nói ẩn ý sau chiến tranh người có công lớn sẽ được thăng chức làm trung thần hãy cho ta thấy khả năng và lòng dũng mãnh của ngươi nào sau đó sở thanh hoàng cùng phù thương trở về cử hoa điện cả hai vừa chơi cờ vừa bàn luận chính sự phù thương đây là cơ hội tốt nhất để ngươi có thể ra ngoài trải nghiệm và nắm quyền ta tin ngươi có thể làm tốt phù thương cũng nhận thức được điều này ánh mắt anh đầy tự tin nhìn sở thanh hoàng chủ tử yên tâm thuộc hạ biết nên phải làm gì sở thanh hoàng vừa mừng vừa có chút ngạc nhiên lần này không làm ra biểu cảm lưu luyến không rời nữa rồi sao phù thương vốn định mạnh mẽ tiếp nhận nhiệm vụ rồi sớm trở về nhưng khi nghe sở thanh hoàng hỏi vậy anh như vỡ hòa cúi đầu xuống nói lý nhí trong lòng vẫn là không nỡ nhưng thuộc hạ rõ nếu muốn ở bên cạnh chủ tử lâu dài bắt buộc phải đảm đương trách nhiệm thấy phù thương hiểu chuyện như vậy sở thanh hoàng rất vui cô nhẹ nhàng vỗ về anh rồi bảo không sai có nhận thức như vậy đủ để chứng minh sự trưởng thành nửa năm nay của ngươi bỗng nhiên anh cầm lấy tay của cô khuôn mặt phút chốc trở nên rạng rỡ chỉ là vốn nghĩ lần này có thể cùng chủ tử qua tết nguyên tiêu ai mà biết được thái tử bắc cương đột nhiên khởi binh e là không được rồi cả hai tuy sắp phải xa nhau một thời gian nhưng vẫn tỏ ra rất vui sở thanh hoàng còn tự tin nói rằng ta đại khái có thể đoán được tâm tư của thái tử bắc cương tình hình bắc cương lúc này rất phức tạp tuy rằng vẫn chưa phơi bày rõ ràng nhưng tung tích của đoan mộc ngọc không phải là bí mật thái tử bây giờ trực tiếp đăng cơ khó tránh sẽ có người đứng ra phản đối ngày nào vẫn chưa thấy được thi thể của đoan mộc ngọc thái tử hẳn vẫn e sợ khả năng hắn quay trở về cho nên muốn nhân bây giờ tìm một cái cớ phát động chiến tranh danh chính ngôn thuận nắm giữ binh quyền tích góp uy danh tổ chức thế lực của riêng bản thân mình phù thương liền nói hắn đã tìm nhầm mục tiêu rồi tây tề này không còn như xưa nữa chỉ cần quân đội của bắc cương dám xâm phạm một bước thì có nghĩa là ngày chết của bọn họ sắp đến nhìn phù thương lúc này rất ra dáng một vương tử ngay cả sở thanh hoàng cũng không thể tập trung chơi cờ mà chỉ ngắm nhìn anh có khí phách phù thương nghe xong mỉm cười rồi đứng dậy đi tới chỗ sở thanh hoàng từ từ ngồi xuống rồi ôm lấy cô đều là công lao của chủ tử sau đó phù thương trở lại chủ đề chính chủ tử định đối phó với đoan mộc Vũ ưu thế nào sở thanh hoàng chỉ bình thản mà trả lời rằng cô ta không có gì để lo lắng cả bên này đoan mộc vô ưu cũng nghe được hết những suy nghĩ và cuộc trò chuyện của hai người họ cô đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ thì một cung nữ vào bẩm báo nô tỳ vừa nhận được tin vài ngày trước thái tử đã xuất binh nữ hoàng bệ hạ của tây tề đã ra lệnh khai chiến không thể phá hủy bắc cương thì sẽ không dừng lại đoan mộc vô ưu rút đao ra thái tử điện hạ xuất binh vào thời điểm này là cố ý muốn đặt bổn cung và các sứ thần vào chỗ chết đây mà cung nữ nghe vậy liền có chút lúng túng công chúa vừa tốt lên được một chút tinh khí nay lại đoan mộc vô ưu sai cung nữ kia đi thông báo với sứ đoàn bây giờ là mùa đông khắc nghiệt cơ thể bổn cung lại yếu ớt không thể đi đường xa được tạm thời không về bắc cương nữa cung nữ nhận việc rồi đi ngay còn bắc cương công chúa thì vẫn mải mê ngắm nhìn cây đao của mình Người đáng ghét nhiều như thế, người ngu ngốc cũng rất nhiều. Vây xung quanh toàn một đám tiểu nhân ngu ngốc, không có não. Sống kiếp này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Lúc này Hồng Vũ đang đứng ngoài cửa thấp thỏm lo âu, lại thấy cô cung nữ vừa nãy đi ra, cô ta vừa đóng cửa vừa than thở, "Công chúa hôm nay đã khoa tay múa chân với con dao đó cả nửa ngày trời, trông rất đáng sợ. Còn nói cái gì mà không định quay về Bắc Cương. Tính cách của công chúa hiện giờ thật kỳ lạ." Hồng Vũ nghe vậy có chút khó hiểu nhưng cũng rất lo lắng liền mở cửa đi vào điện tìm đoan mộc vũ ưu vừa vào anh đã thấy điện trống không hồng vũ bất giác hỏi không có ai sao vừa nói anh vừa đi vào sâu bên trong tới một cái bàn gỗ trên bàn có một con dao đặt ở đấy hồng vũ kinh ngạc đây là cái gì vậy anh vội vàng cầm lên xem thì hốt hoảng khi thấy trên con dao này có dính máu đang lo lắng không biết đoan mộc vũ ưu có làm gì dại dột không thì có tiếng nói từ đằng sau hồng vũ quay lưng lại thì ra là đoan mộc vũ ưu cô ấy hỏi hồng vũ ngươi đến đây làm gì không đợi hồng vũ kịp phản ứng đoan mộc vô ưu nói tiếp cái đó là dịch độc cẩn thận chút đừng chết ở chỗ ta hồng vũ giật mình vứt con dao xuống đất đoan mộc vô ưu cũng kể sự thật người biết đấy chuyện bổn cung có thể động thủ chứ tuyệt đối không nói ra hiện giờ cơ thể này không thể dùng vũ lực bổn cung gần đây đang luyện tập ám khí và sử dụng độc cho nên ngươi đến đây làm gì đã nghĩ xong rồi sao hồng vũ không chịu nổi sự ngạo mạn của cô bắc cương công chúa này bèn tỏ ra khó chịu ta nghĩ xong cái gì chứ vận mệnh của bắc cương đang đến gần ngươi cũng chỉ là một công chúa mất nước thôi đoan mộc vũ ưu nhắm mắt làm ngơ chỉ nói là phu tử quân vương chết như thế này bắc cương bất diệt trời cũng không thể dung thứ sau đó lại thể hiện một ánh mắt sắc sảo nhìn hồng vũ ngươi rất khéo léo nói rất chuẩn xác ta sẽ trở thành nô bộc mất nước ngươi nhìn chúng làn da yếu ớt của ta ta cũng đã uy hiếp lại ngươi hiện giờ ngươi lại nhân cơ hội này bỏ tù ta đánh mắng nguyền rủa hành hạ coi ta như trâu như ngựa hồng vũ liền khó hiểu tại sao ta phải bỏ tù, đánh mắng, nguyền rủa, hành hạ ngươi chứ? Đoan Mục Vu Ưu cứ tưởng Hồng Vũ tìm đến mình là để trả lại thù xưa. Năm đó cô là Sở Thanh Hoàng một vị công chúa độc ác, hành hạ các thị quân đến thậm tệ. Nay nghe anh nói vậy trong lòng rất tò mò. Vậy thì lúc này ngươi tìm đến ta làm gì chứ? Hồng Vũ phải giải thích, mình đến đây không phải để trả thù hay gì cả, chỉ đơn giản là Nguyệt lão xe nhầm Hồng. Vừa nói được nửa câu thì Hồng Vũ hốt hoảng tự bịt miệng mình lại. Anh tức giận hỏi Đoan Mục Vu Ưu, ngươi gài ta ư? Đoan Mộc Vũ Ưu không phủ nhận, chẳng trách sao lại như thể không muốn dính líu gì đến ta, nhưng lại như thể có gì đó do dự, hóa ra là duyên phận đã an bài sao? Sau đó cô tiến gần đến Hồng Vũ, anh ngại đến đỏ cả mặt, tay chân lúng cuống không dám động đậy. Chuyển cảnh. Bắc Cương hoàng đế bị giam giữ ở đây đã lâu, ngày nào cũng chút giận lên mấy thái giám, hắn ta ném bay cái ly, rồi đuổi bọn họ cút hết ra ngoài. Vừa hay cũng là lúc Sở Thanh hoàng đến, thấy cảnh này cô liền khuyên bảo Bắc Cương hoàng đế, hoàng đế bệ hạ nóng giận quá đấy đoan mộc ngọc tức giận hỏi nữ hoàng bệ hạ vô cớ đã nhốt chẫm cả nửa năm hôm nay lại có gì chỉ giáo chẫm tới là muốn chia sẻ một tin tốt đến cho bệ hạ nói rồi cô lấy ra một bức thư bên trong có ghi là miền bắc đại thắng đoan mộc ngọc có vẻ nghi ngờ sở thanh hoàng nhưng cũng tò mò mở ra xem đọc xong hắn ta hốt hoảng bắc cương xuất binh bại rồi ư hắn ta không tin chuyện này có thể xảy ra vì quân lực của bắc cương cũng rất mạnh trong thời gian ngắn tay tề không thể đánh bại nhanh như vậy được đoan mộc ngọc ném bức thư đi rồi quát lớn thư báo này đều là giả dù hai nước có khai chiến đi chăng nữa thì sứ đoàn tới đây ít nhất cũng phải mất mấy ngày bắc cương kỵ binh anh dũng sao có thể dễ dàng bại trận như vậy chứ sở thanh hoàng cũng ra dáng là người hiểu chuyện đoan mộc hoàng đế nói rất có lý dựa vào quốc lực của tây tề hiện giờ muốn hoàn toàn nuốt chừng bắc cương thì dường như là không thể có điều khai chiến giữa hai nước hoàng đế bệ hạ cảm thấy đại chu không biết liệu có cách gì không đoan mộc ngọc bây giờ mới tá hỏa ra không ngờ sở thanh hoàng lại còn liên thủ với cả đại chu để đánh lại bắc cương mình hắn ta hận không thể làm gì ngay bây giờ phía đại chu sở thanh hoàng đã cho người liên lạc đại thần bên đó cũng rất đồng tình bắc cương tây lâm tây tề đông lâm đại chu tây tề và đại chu liên thủ tấn công trước sau dự là chỉ mất khoảng nửa năm là có thể tiêu diệt được bắc cương thay vì tốn nhiều thời gian và sức lực chi bằng phân chia cùng đại chu vị nữ phòng bệ hạ này đúng là một người nhìn rõ thế cục ta cảm thấy không có lý do gì để từ chối hoàng đế đại chu dung sở tu ta cảm thấy hợp lý nên cũng đồng ý để bọn họ tiến hành như vậy những trận chiến tiền tuyến trong những ngày qua cũng đủ giải thích cho sự phát triển của tây tề trong hai năm qua không phải không có lý do để từ chối mà là căn bản không thể từ chối vị hoàng thúc dung dục của trẫm cho đến nay vẫn là nhân vật truyền kỳ không ai sánh bằng thúc ấy luôn ủng hộ vị nữ hoàng tây tề này rốt cuộc là vì sao bỏ đi những đạo lý phản chính như vậy không phải là thứ mà người phàm như ta có thể tham gia được trở lại cử hoa điện phù thương đang nằm nghỉ ngơi trên giường thì sở thanh hoàng chậm rãi đi đến thấy anh ngủ ngon như vậy cô cũng rất sót những ngày này xem ra đã vất vả nhiều rồi mặc dù vậy nhưng đã là hoàng phu của một quốc gia đương nhiên sẽ phải có trách nhiệm với quốc gia mà mình gánh vác phù thương ta chờ ngươi đứng bên cạnh ta thấm thoát đã đến đêm giao thừa sau khi miền Bắc đại thắng quân Bắc Cương rút lui hai dặm hoàng đế bệ hạ tuyên bố cấm hành quân ban đêm cấm đi lại vào ngày một tháng riêng âm lịch không khí xuân rộn ràng ở khắp nơi từ trong cung cho đến ngoại thành tối đó trong cung tổ chức tiệc ở ngự hoa viên tiệc tuy nhộn nhịp nhưng sở thanh hoàng vẫn trầm ngâm ngồi nghĩ về phù thương tại sao mấy ngày này phù thương lại đi áp tải lương thảo cơ chứ một lát sau thái giám thông báo có đoan mộc hoàng đế tới trẫm chúc tây tể ngày càng lớn mạnh chúc nữ hoàng bệ hạ vạn tuế bình an sở thanh hoàng tâm trạng rất tốt nâng ly muốn mời đoan mộc ngọc cùng uống hôm nay ta gọi đoan mộc hoàng đế tới đây thật ra là vì hai chuyện thứ nhất đoan mộc hoàng đế ở lại tây tề đã nửa năm hôm nay giao thừa trẫm với tư cách là người chủ trì về tình về lý đều nên mời hoàng đế bệ hạ tới cùng nhau đón giao thừa Đoan Mộc Ngọc đang suy nghĩ về những gì mà Sở Thanh Hoàng vừa nói. Cô ta nói đã nửa năm là có ý gì? Tổ chức yến tiệc mà chỉ để chấm đứng ở đây rõ ràng là một điều đáng xấu hổ. Sở Thanh Hoàng liền cười rồi nói tiếp. Thứ hai là để chia sẻ tin tốt. Lần trước Đoan Mộc Hoàng đế lo lắng Tây Tề ta binh lực không đủ, bây giờ chủ tướng biên quan do chấm tuyển chọn đã chiếm được thành trì dài 2000 dặm ở Bắc Cương, đang đánh thẳng vào đó. Đoan Mộc Ngọc tức giận ra mặt, thái giám theo lệnh của Sở Thanh Hoàng dâng lên cho hắn một quyển sách, xin hãy xem qua mặc dù chưa biết trong đó viết gì nhưng nghe những gì sở thanh hoàng nói đoan mộc ngọc đã rất khó chịu khi nhìn đến quyển sách đó lại càng kinh ngạc hơn thấy sắc mặt của đoan mộc ngọc nhợt nhạt thái giám bên cạnh sở thanh hoàng cũng rất mạnh dạn đoan mộc hoàng đế bệ hạ có cần ta nói cho người nghe không tuy kiến thức của tôi không nhiều lắm nhưng đoan mộc ngọc thấy vậy rất tức giận quát thẳng vào mặt thái giám ăn hiếp người quá đáng sở thanh hoàng ngươi ăn hiếp người quá đáng hắn ta còn hất đổ quyển sách mà thái giám dâng lên ngươi cố ý giam chẫm mượn cơ hội này ép bắc cương xuất binh tây tể sẽ thuận thế chinh phạt bắc cương hợp pháp lòng muông dạ thú người khiêu khích ban đầu rõ ràng là ngươi nhưng bây giờ ngươi lại vừa đánh trống vừa la làng quay lại cắn chẫm ư sở thanh hoàng còn kể ra hàng loạt chuyện xấu của đoan mộc ngọc ngươi lén lút bám đuôi chẫm tới đông lăng muốn thăm dò quan hệ của chẫm và đông lăng khi kế hoạch bất thành lại tới tây tể định ám sát chẫm mang chủ ý này đánh lên đầu tây tề chẫm không làm gì đó thì thật là xin lỗi vì sự cố gắng vất vả của ngươi đoan mộc ngọc bị nhục nhã trước mặt quần thần không dám phản bác lại thêm câu nào nữa mấy vị đại thần trong triều cũng có cách nhìn khác về sở thanh hoàng bắc cương hoàng đế xưa nay hung giữ lại bị hoàng đế bệ hạ hạ bệ tại đây đúng là nở mày nở mặt có nữ hoàng cứng rắn như vậy cũng không tồi sau đó đoan mộc ngọc bị gạt sang một bên sở thanh hoàng nâng ly dõng giặc nói năm nay là giao thừa nguyên niên hoàng đế trẫm và toàn thể đại thần cùng nhau đón năm mới cầu chúc cho tây tể thịnh thế phồn hoa đất nước trường tồn bày tỏ lòng tôn kính những tướng sĩ đã chiến đấu đẫm máu ở biên giới để bảo vệ đất nước kính nữ hoàng bệ hạ anh minh thần võ trí tuệ vô song chúc cho tây tề thịnh thế phồn hoa đất nước trường tồn kính trời xanh xin trời xanh bảo vệ tây tề quốc gia vững mạnh bách tính an khang đoan mộc ngọc đứng một bên chỉ biết giận dữ hắn ta giận đến nỗi cả mình run rẩy tay nắm chặt chết tiệt đúng là chết tiệt tây tề yếu đuối dùng một nữ tử vi đế vốn phải bị bắc cương ta thôn tính mới đúng sau đó trên trời nổi lên một chàng pháo hoa lập tức quần thần hô lên, "Nữ hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế." Đoan Mộc Ngọc không chịu được cú đả kích này muốn liều mạng giết chết Sở Thanh Hoàng, tại đó, "Sở Thanh Hoàng ngươi đáng chết." Hắn ta vừa nói vừa phi tới tấn công cô, lập tức thái giám và thị vệ hét lên, "Bệ hạ cẩn thận, bảo vệ bệ hạ." Sở Thanh Hoàng cũng không phải dạng vừa, cô rút ra một cái roi sẵn sàng nghênh đón tên Đoan Mộc Ngọc này. Hắn ta chỉ vừa mới tới gần chưa kịp làm gì, đã bị Sở Thanh Hoàng một roi văng ra xa. "Hư a," à, Sở Thanh Hoàng thu lại vũ khí của mình rồi hỏi, có phải ngươi cảm thấy chẫm nữ tử yếu đuối, trông rất dễ bắt nạt không? Thái giám đứng cạnh cũng đồng tình, đúng rồi. Vị nữ hoàng bệ hạ của chúng ta trước giờ chưa bao giờ là một đóa hoa mỏng manh, sống dưới sự bảo vệ dày đặc cả. Sở Thanh Hoàng gần giọng, đem đoan mục hoàng đế bệ hạ về chăm sóc cho cẩn thận. Chấm muốn để ngươi xem xem, chấm đã chiến đấu đến cùng với Bắc Cương thế nào? Chia cắt Bắc Cương của ngươi ra làm sao? Tối đó Sở Thanh Hoàng và ôn trạm nghiên cứu tấu sớ đến khuya. Sở Thanh Hoàng mệt quá trong vô thức gọi tên phủ thương ôn chạm ở bên liền nhắc nhở phù thương tới miền bắc vẫn chưa quay lại bệ hạ nếu muốn tra hỏi chuyện lương thảo có cần mời gia phụ tới một chuyến không ôn chạm biết rõ phù thương là người được bệ hạ ân sủng lúc nào cũng được ưu ái hơn so với các thị quân khác sở thanh hoàng gạt bỏ ý định đó giờ là năm mới phụ thân của ngươi khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi không cần làm phiền nghỉ ngơi ư vậy ta thì sao ta cũng muốn nghỉ ngơi nghe vậy sở thanh hoàng có chút chuột dạ vẫy tay cho ôn chạm ra về phù thương không ở đây hưu canh thưởng lạc thì có gì thú vị nữa sau khi ôn chạm rời đi thái giám vào bẩm báo. Bệ hạ, thái hậu sai người đến hỏi, trong ngày hội tân xuân, người ấy đã cho gọi vài quý nữ vào cung thưởng trà, bệ hạ có muốn tới thưởng thức không? Sở thanh hoàng tỏ ra khó hiểu. Thái hậu, quý nữ, chuyện gì? Thái giám bèn giải thích, lần này quý nữ được mời tới gia thế hiển hách, vừa hay đến tuổi. Sở thanh hoàng liền ngắt lời, thái hậu hiện rảnh rỗi, ngược lại lại làm chuyện mai mối rồi. Đi, tới đó xem xem. Video xin tạm dừng tại đây, cảm ơn các bạn đã đón xem hết video đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé chúc các bạn có một ngày vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau